Kinh Bát Chu Tam Muội, quyển thứ nhất, phẩm thứ nhất, vấn đáp. Tôi nghe như vậy, vào khoảng thời gian Phật ngự tại tinh xá trong vườn treo của ông Phú Lộ Kalanda, tinh xá Trúc Lâm, thuộc thành xá vệ, cùng với 500 vị tỳ kheo. Các vị tỳ kheo này đều là bậc A-la-hán, đã dứt sạch hết các phiền não, không còn sanh khởi trở lại, đã được tự tại như con rồng to lớn, có khả năng hàng phục tất cả, tâm và trí huệ đều được giải thoát khỏi vô minh, các công hành đã hoàn mãn đầy đủ cả rồi, chút bỏ được gánh nặng thân hôi hám này, sẽ không còn thọ thân sau nữa, thực hành pháp bình đẳng, đã được sự lợi ích cho cá nhân một cách thiết thực, an trụ trong chánh giá qua đến được bầu kia, chỉ trừ có A-nan ra kỳ như các ngài đều như thế cả. Bây giờ lại có 500 vị tỳ kheo vào buổi bình minh, các ngài rời chỗ ở qua đến nơi Thế Tôn cung kính chắp tay đảnh lễ, đầu chấm sát trên Phật, rồi lui ra một bên. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên sau mùa an cư tại thành Xá Vệ, mới cùng với 500 vị tỳ kheo đi du hành trong các thôn xóm thành thị, qua đến thành Vương Xá và tinh xá Trúc Lâm đến ý kiến Thế Tôn. Lúc đến nơi cung kính lễ Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Lúc đó Đức Thế Tôn dùng sức thành thông phóng ra ánh sáng vĩ đại. Trong các thôn xóm làng ấp, thành phố thuộc các nước, có bao nhiêu tỳ kheo đều làm cho họ quay về thành Vương Xá và tinh xá Trúc Lâm. Khi đến nơi Thế Tôn ngự, họ cung kính lại sát chân Phật, rồi lui ra ngồi một bên. Số tỳ kheo tụ họp về tỉnh xá Trúc Lâm đã lên đến 100.000 tỳ kheo ni Maha Bà Sa Ba Đề, cũng nhờ vào sức oai thần của Phật cùng với 20.000 vị tỳ kheo ni tập hợp lại đồng đến tinh xá Trúc Lâm ra mắt Phật, đến nơi làm lễ Phật rồi lui ra ngồi một bên. Trong thành Vương Xá có vị cư sĩ tên Hiền Hộ là bậc thượng thủ, 500 vị cư sĩ, các vị này đều thọ trì năm giới, gìn giữ từ cử chỉ nhỏ nhặt, họ là bậc đại Bồ Tát, nếu trụ chánh đẳng giác, vì tu hành theo bổn nguyện, nên thường theo Thế Tôn để nghe chánh pháp, luôn luôn tinh tấn, cũng để hoàn mãn các pháp trợ đạo, nên từ sáng sớm, do thành lực của Phật, cả bọn đã rời chỗ ở đến ý kiến Phật. Trong thành Tỳ Xá Ly, có vị quý tộc Ly Sa tên là Bảo Sanh làm thượng thủ, dân dắt hai môn 8.000 người thuộc họ Lý Sa. Thành Chiêm Bà có vị phú hộ tên là Tịnh Đức làm thượng thủ, lãnh đạo hai môn 8.000 vị phú hộ. Chàng Na La Đạt Đa làm thượng thủ, dân dắt 28 vị thanh niên có đức tin trong sạch. Hai vị phú hộ ở nước Xá Vệ tên là Đại Thương Chủ và Cấp Cô Độc làm thượng thủ, dắt theo hai môn 8 người đến dự. Vị phú hộ Thủy Tiên ở thành Vương Xá cũng cầm đầu, dân đến 28.000 người. Con trai Hoàng hậu Vi Đề Hy và vua A Xà Thế, chúa nước Ma Già Đà dân đến 100.000 thành dân. Bốn vị thiên vương và trời đế thích cùng tất cả các vị trời ở cõi dục, mỗi vị đều cùng với vô lượng 100.000 ức na do tha chúng trời đồng đến. Trời Đại Phạm, chúa cõi Ta Bà, dân đến vô lượng 100.000 ức na do tha chúng trời. Vua trời Đại Từ Tại, đến với vô lượng chúng trời ở cõi Tịnh Cư. Bốn vị vua Atula, đến cùng vô lượng 100.000 chúng Atula. Vua Rồng Nanda và Bạch Nanda, đều cùng với 100.000 quyến thuộc đồng đến. Vua Rồng Ta Già La và Ana Bà Đạt Đa, cùng Mana Tư, Y Bạch La vân vân, đồng với vô lượng 100.000 chúng rồng cùng đến. Tại cả tam thiên đại thiên thế giới, tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ và hết thảy trời rồng, Dạ Xoa, Càn Thất Bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân cùng các vị đế vương hạng người tin Như Lai, vì thiết tha muốn nghe pháp nên đã đồng nhau đến. Các vị như trên khi đến đều trước tiên làm lễ Thế Tôn, sau đó lui ra ngồi một bên. Khi ấy vườn tre Kalanda biến thành rộng rãi, diện tích bằng cả tam thiên đại thiên thế giới. Đại chúng đến nghe pháp, ngồi chật ních không có chỗ nào trống. Như thế từ trên đến trời sắc cứu cánh,
như đến cung điện Phạm Thiên, có bao nhiêu các vị trời có thần thông, oai đức, cho đến tất cả rồng, dạ xoa, càn thất bà, Atula, Ca Lầu La, Khảnh Na La, Ma Hầu La Dạ, nhân phi nhân, đều tổng hợp đến nghe pháp. Lúc đó Bồ Tát Hiền Hộ đứng dậy, trịch áo bày vai mặt, gối mặt quỳ xuống đất, chắp tay hướng về Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, hôm nay con muốn thưa hỏi Đức Như Lai ứng cúng đảnh chứng giác về cái chỗ nghi hoặc trong tâm con, không biết Thế Tôn có cho phép không? Phật đáp: Này Hiền Hộ, ông có nghi điều gì ông hãy cứ hỏi, ta sẽ giải thích cho để đem lại nguồn vui cho ông. Được Phật nhận lời, Bồ Tát Hiền Hộ liền thưa: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát thành tựu hoàn mãn những tam muội gì mà được nhiều thứ công đức vĩ đại, làm thế nào vừa được bệ học rộng nghe nhiều thu hoạch kho tàng trí huệ, bất cứ ai hỏi gì cũng đều biết thông suốt, lời hỏi đó không còn nghi hoặc, làm thế nào đắc giới tụ vô ý, không mất sự thành tựu, không thối lui trước tri giác vô thượng, làm thế nào không thọ sanh vào chỗ ngu si tà kiến rỗng không, lại luôn luôn được nghe chánh pháp, làm thế nào được trí túc mạng, biết tất cả việc quá khứ vị lai, làm thế nào đắc đại từ bi, đại hỷ, đại xả, bình đẳng, đem lại nguồn vui cho chúng sanh, làm thế nào lúc nghe về pháp chân không, vô tướng, vô nguyện sâu xa, tâm tin hiểu được, không sanh sợ hãi thối chí, làm thế nào được sự không ưa thích biến chế, có thừa khả năng nắm vững chánh pháp, làm thế nào được trí huệ thông đạt thấu rõ tất cả, không ai sánh ngang hàng được, làm thế nào được tùy ý sanh vào tất cả thế giới vì không bị chi ngăn trở, làm thế nào không bị tất cả ngoại đạo hàng phục được vì họ không đủ năng lực để chiến thắng nổi, làm thế nào được đức tin vững chắc vì không hề có tà thuyết nào lay động được, làm thế nào đắc được đại từ lực tín vì không bị chao động, làm thế nào thể nhập sâu vào đức tin vì không hề vận hành, làm thế nào được đức tin nhuần thấm đối với tất cả các pháp để hoan hỷ, làm thế nào đắc đức tin siêu việt cúng dường hầu hạ các đức Phật không hề nhàm chán, làm thế nào có các đức tin canh để giao buôn trồng các canh lành, làm thế nào đắc đức tin chân diệu cho sự tăng trưởng các công hạnh không hư dối, làm thế nào được đức tin thanh tịnh vui vẻ vì đã trừ sạch hết tất cả những bụi ganh ghét, làm thế nào được đức tin trong sạch vì đã đắc ánh sáng nhất thiết trùng trí, làm thế nào đắc đức tin ưa thích các công hạnh vì đã trừ dịch các tội ác che phủ chứa ngại hết rồi, làm thế nào có đức tin vui thích trí huệ đã thu nhập kinh nghiệm được tất cả cảnh giới Phật, làm thế nào đắc đức tin trang nghiêm hạnh vượt bậc hơn tất cả sự tô đẹp của thế gian vì đã thành tựu thế giới Phật thanh tịnh, làm thế nào đắc giới hạnh thanh tịnh vì đã dịch hạnh tất cả tâm tinh văn bích chi Phật, làm thế nào đắc đại thể trang nghiêm vì tất cả động tác đều đi đến mức chí thiện, làm thế nào được làm bậc lãnh đạo cho tất cả chúng sanh vì muốn thực hành các công hạnh lành, làm thế nào đắc được năng lượng không bao giờ mệt mỏi vì muốn dạy dỗ cho tất cả Bồ Tát học về ba la mật, làm thế nào chân không vô sở hữu vì đã xa lìa tất cả ý tưởng, làm thế nào đắc vô tưởng do quan sát tất cả pháp không thấy có hai tướng, làm thế nào đắc biên tế pháp giới vì tâm Bồ Đề không có hạn lượng, làm thế nào đắc được sự không đắm trước tất cả thế giới vì bổn tánh vốn không phân biệt, làm thế nào đắc hạnh vô ngại có thể đi khắp mười phương tất cả thế giới Phật, làm thế nào đắc các Đà La Ni nghe một bíp môn vì thông đạt hết tất cả ý nghĩa của văn tự ngôn thuyết, làm thế nào đương ở nơi một thế giới Phật chẳng những chưa đắc lục thông của xuất thế, ngay đến ngũ thông trong thế gian cũng chưa được, lại có năng lực nhìn thấy được tất cả các đức Phật, nghe các ngài dạy và chánh pháp, cúng dường chư tăng, chưa bỏ thân lên thế giới này, sanh qua các thế giới khác của chư Phật, an trụ ở đó, lại thấy các thế giới của chư Phật khác đều được nghe lời các ngài giảng về chánh pháp, nghe xong vẫn giữ hết và y theo lời thực hành, và y theo lời dạy thực hành, từ đó về sau xa lìa các nước Phật, được nghe các ngài thuyết pháp ngay cả trong giấc mộng. Lúc đó Thế Tôn bảo Bồ Tát Hiền Hộ: Hay lắm, này Hiền Hộ, ông đã vì muốn đem lại sự lợi ích vĩ đại cho tất cả chúng sanh trong thế gian, mong đưa đến sự an lạc cho chúng sanh, xót thương các loài trời người và cũng đã nhiếp phục các vị Bồ Tát ở đời vị lai, nên ông đã hỏi ta về diệu nghĩa như thế. Lại này Hiền Hộ, ông đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật,
muốn trồng nhiều căn lành, nghe thọ trì ưa thích kính trọng chánh pháp, thực hành đại từ bi đối với tất cả chúng sanh, sanh tâm bình đẳng, tùy ý được thấy tất cả chư Phật, phát nguyện rộng lớn, thực hành diệu hạnh sâu xa, tích nhất thiết chí, suy theo chủng thánh Như Lai, phát tâm bồ đề kiên cố như chất kim cang, có năng lực thông đạt hết những ý nghĩa của tất cả chúng sanh trong thế gian, công hạnh vĩ đại không thể lấy gì so sánh được. Này hiền hộ, có một bốn tâm một của Bồ Tát, tức là niệm chư Phật hiện tiền. Nếu như có vị Bồ Tát nào tu tập một hành mãn môn tâm muội như thế, sẽ thành tựu được các công đức như ông vừa hỏi ở trên. Này hiền hộ, ngoài ra còn được vô lượng vô biên các công đức đặc biệt khác nữa, không tất cả không thể kể ra hết được. Bồ Tát hiền hộ thưa, bạch Thế Tôn, thật là cơ hội tốt cho con. Xin Ngài hãy dạy về môn tâm muội Bồ Tát, niệm tất cả chư Phật hiện tiền. Lời dạy về môn tâm muội này chắc chắn sẽ đem lại nhiều sự lợi ích an lạc cho trời người, phạm thiên, Ma Vương, Sa Môn, Bà La Môn, Rồng, Dạ Xoa, Cản Hất Bà, Tu La, Ca Lầu La, Cản Na La, Ma Hậu La Già, Nhân Phi Nhân trong thế gian này, và cũng đem lại nhiều sự an lạc lễ cho vô lượng chúng sanh trong đời vị lai. Kinh Bát Chu Tâm 1, Quyển 1, Phần thứ 2, Tư Duy. Khi đó Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát hiền hộ, này hiền hộ, hãy lắng tai nghe cho kỹ và ghi nhớ cho rành rẽ, ta phân tích giải thích rõ ràng đối với những lời như ông vừa hỏi. Hiền hộ thưa, bạch Thế Tôn, như vậy hay lắm, con hết sức ưa thích lời dạy bảo của Như Lai Phật dạy. Thế nào là đặt tên là Tam Muội Bồ Tát niệm tất cả chư Phật hiện tiền? Này hiền hộ, nó có vị Bồ Tát nào cầu trí giác vô thượng, siêng năng giống mãnh, mang trọng trách cứu độ chúng sanh, hầu hạ cung cấp những nhu yếu cho bậc thiện tri thức, thường tu tập hạnh hướng nội suy gẫm dịch sạch phiền não, xa lìa bản ác, dứt trừ các lời lẽ thế tục, tu túc sáu giác quan, đầu hôm giữa đêm sớm mai đều giảm bớt sự ngủ nghỉ, không tham đắm nơi y phục, món ăn uống, thuốc thang, nhà cửa, phòng xá, địa vị, luôn ưa thích ở A Lan Nhã, nơi thân tấn, không tiếc rẻ tự thân, không trọng tánh mạng, không châu chuốt hình dáng bên ngoài, không buông lung tâm thu thúc lại bằng tình thương cao cả, hằng mong đem lại an vui cho chúng sanh, đối với chúng sanh lúc nào cũng vui vẻ, xả bỏ xí xóa, phá vỡ phiền não, thành tựu thiền định, không đắm say vị suy tư quán sát sắc tưởng, nhưng tâm lại rỗng rang, không loạn động chánh niệm, không chấp giữ các ấm, không đam mê nơi các giác quan canh, không nghĩ tưởng các giới, không đam mê chỗ sanh, chế phục mình, không tự cao ngã mạn, không ganh tị tài sản của kẻ khác, hằng đem lại nhiều sự lợi ích cho thế gian, đối với các chúng sanh, tâm luôn luôn bình đẳng, kính xem họ như cha mẹ, hoặc thương xót, coi như đứa con độc nhất, với tất cả pháp không có tư tưởng đối nghịch, dù có trì giới nhưng không chấp trước, luôn an trụ trong thiền định nhưng lại không đam mê, ưa thích học rộng nghe nhiều, lại không sanh khởi sự phân biệt, không thiếu sót giới hạnh, thiền định không bị sao động, trí không còn hư vọng, không còn mối hoài nghi nào đối với các pháp, không đối nghịch với các đức Phật, không hủy bán chánh pháp, không phá hoại chư tăng, tu tập thấm nhuần năm pháp, giải thoát diệt trừ được 10 việc ác, nghĩ nhớ đến 10 điều thiện, dứt sạch được 9 món não hại của chúng sanh, trong tâm không xả ly môn quán cụ tưởng, nghĩ cách xả bỏ 8 thứ dại đãi, chuyên tâm tu tập 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, không nghĩ mình học rộng nên ngã mạn đã trừ, quán sát dục vọng như đờm mũi, hết sức thích hạnh xuất gia, thuận theo lời Phật dạy, khuyên nhủ chúng sanh nên thực hành công đức ở trong ba cõi nhưng không ô nhiễm. Thấy tất cả Phật đều hiện ra trước mắt, tọ tất cả thân đều xem như ảo mộng, suy gẫm sự vận hành lại không thấy quá khứ vị lai hiện tại, bình đẳng đối với tất cả pháp, không đối nghịch với tất cả thế gian, hành động cần thi hành không có mâu thuẫn, thông đạt pháp 12 nhân duyên sâu xa, đi hết con đường của tất cả Như Lai trải qua, đắc sức nhẫn tối thượng, thể nhập trên pháp giới, nhìn chúng sanh giới bản tánh không sanh không diệt, thấy niết bàn giới bổn lai hiện tiền, huệ nhãn thanh tịnh, thấy pháp không có hai tướng, tâm bồ đề không có chặng giữa, không có bờ mé,
tất cả các đức Phật thả tánh vốn không sai biệt, thả nhập cửa trí huệ thanh tịnh vô ngại, thấu rõ trí giác Bồ Đề tự nhiên, tập hợp các Phật công đức không bao giờ cùng tận. Này hiền hộ, nếu có Bồ Tát nào muốn thành tựu tam muội Bồ Tát niệm chư Phật hiện tiền, trước hết cần nên hoàn mãn các công đức như trên. Hiền hộ, ông nên biết lại còn có vô lượng công đức cũng do từ tam muội này sanh ra. Nếu như có ai hỏi do tam muội gì lại sanh công đức như thế, ông có thể trả lời đó chính là tam muội Bồ Tát niệm chư Phật hiện tiền sanh ra công đức như vậy. Lời này hiền hộ, thế nào gọi là tam muội Bồ Tát niệm chư Phật hiện tiền? Này hiền hộ, nó có tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, giữ giới trong sạch các công hạnh đã hoàn mãn, ở một mình tại chỗ vắng vẻ, suy tự như thế này. Ở khắp mọi chỗ, bất cứ phương nào chẳng hạn như phương Tây, có Đức A-di-đà Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác, người này vừa nghe được danh hiệu, lập tức tự nghĩ như vậy. Như ta vừa nghe danh hiệu Đức A-di-đà Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác, hiện nay Ngài ngự ở thế giới chư Phật. Thế giới của Ngài tới là Cực Lạc, Ngài thường ngự vào các pháp hội của các Bồ Tát để nói pháp và giáo hóa, rồi người nghe y theo chỗ nghe được chuyên tinh tưởng nhớ quan sát không ngừng nghỉ cho đến khi hình ảnh trên hiện rõ ràng trong trí, sau cùng được thấy Đức A Di Đà Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Lại này hiền hộ, thí dụ như trong thế gian có kẻ trai hay gái lúc nằm chiêm bao thấy các vật báu như vàng bạc của cải, kho lúa, hoặc thấy bạn bè hạ người quen biết, hay đang lúc mơ cảm thấy tâm không ưa thích người nằm mộng này, đối với cảnh được thấy hoặc chống đối hay xuôi theo, hoặc buồn lo hay vui thích, sau khi người này tỉnh dậy nhớ lại cảnh vừa thấy trong giấc mộng, bèn hồi tưởng để kể cho người khác nghe và cảm thấy trong lòng có phần vui thích. Cũng như thế này hiền hộ, thiện nam thiện nữ ngồi ngay ngắn tinh thần chuyên chú tưởng nhớ Đức Phật A Di Đà, tướng tốt vẻ đẹp oai nghi của Ngài như thế, pháp hội như thế, Ngài thuyết pháp như thế, vân vân, tùy theo sự kiện nghe được hết lòng tưởng nhớ, nhất tâm liên tục có thứ lớp không tập loạn, trải qua một ngày hay một đêm như thế, hoặc đến 7 ngày đêm tưởng nhớ liên tục theo như lời diễn tả về Đức Phật ấy, người này chắc chắn sẽ được thấy Đức A Di Đà Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Nếu như không thấy được Ngài giữa ban ngày thì cũng thấy trong đêm hay trong giấc mộng, Đức A Di Đà hiện ra rõ ràng trước mắt. Này hình hộ, như người trai hay gái trong thế gian này mắc phải công việc gì đó phải đi sang xứ khác, trong đêm mơ thấy quê nhà, đang lúc mơ thật không biết đó là đêm hay ngày, hoặc trong hay ngoài hình ảnh trốn quê nhà hiện ra rõ ràng trước mắt, không ngăn sông cách núi và cũng không bị trở ngại bởi tối tăm hôn ám. Này hiền hộ, tâm của Đại Bồ Tát không bị chướng ngại cũng giống như thế. Đương lúc chánh niệm, dù ngay trước mắt bị thế giới Phật án ở khoảng giữa, tất cả núi Tu Di, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi và các dãy Hắc Sơn ngăn chặn, nhưng tất cả đều không thể che lấp được tầm tâm này, không ngăn trở sự thấy của nhãn quan. Người này thật ra chưa đắc thiên nhãn nhưng có thể thấy được Phật, chưa có thiên nhĩ nhưng lại nghe được lời Phật nói pháp, không có thần thông để bay qua thế giới Cực Lạc, lại cũng không ẩn mất tại thế giới này rồi sanh qua trước mặt Phật ở thế giới kia, nhưng thật ra chỉ ở tại thế giới này do sức tu tập tưởng nhớ đã lâu nên hình ảnh Đức Phật A Di Đà và thế giới phương Tây hiện rõ ràng trong trí. Vì thế rốt ráo thấy được Đức A Di Đà Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác và tăng chúng cùng các vị Bồ Tát ngồi vây quanh Ngài, hoặc thấy tự thân ở pháp hội đó, nghe Phật nói pháp, nghe chi nhớ nấy, rồi thể theo lời dạy thực tập thọ trì, hoặc có lúc được thân cận cung kính lễ bái, cúng dường Đức Phật A Di Đà, sau đó xuất ra khỏi tam muội này, lần lượt nhớ lại hết những gì vừa nghe, đem ra dạy cho kẻ khác. Này hiền hộ, như trong nước Ma Kiệt Đà có 3 gã hào hoa, chàng thứ nhất nghe ở thành Tỳ Gia Ly có nàng dâm nữ tên là Tu Ma Na,
Chàng thứ hai nghe được một dâm nữ khác tên Yểm La Ba Ly. Còn chàng thứ ba lại nghe tên nàng Liên Hoa Sắc cũng là một dâm nữ. Cả ba chàng được nghe được như vậy, lòng luôn khát khao tìm đủ mọi cách để gặp các nàng cho được, tâm lúc nào cũng tự nhớ không phút nào thôi. Nhưng cả ba chưa từng gặp các nàng kia, chỉ nghe lóm thôi, tâm nội dục vọng mơ tưởng liên tục. Sau đó nằm mộng mơ thấy gặp được các nàng cùng hành dục sự tại thành Vương Xá. Dục sự đã xong, tâm mong cầu dứt, hy vọng cũng hết, liền bừng tỉnh dậy. Sau khi tỉnh, nhớ lại các việc đã xảy ra trong giấc mộng, liền qua đến chỗ ông thuật lại các việc đã nghe, kinh nghiệm, ghi nhớ như thế. Ông nên đem phương pháp khéo léo, tùy thuận giáo hóa, nói pháp, làm cho họ được trụ địa vị bất thối chuyển, cuối cùng thành tựu trí giác vô thượng. Cả ba chàng đó trong tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Thiện Giác Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác, minh hành túc, thiện thể, thế danh giải, vô thượng sĩ, đều người trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cả ba chàng này đã trụ được bậc bất tối chuyện, nhớ lại chuyện xưa rõ ràng phân minh. Này hiền hộ, thiện nam thiện nữ nào muốn thành tựu được tam muội đại Bồ Tát, niệm chư Phật hiện tiền, thân người này thường ở thế giới đây, vừa nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, lại có khả năng nhiếp tâm tự nhớ liên tục rành rẽ, không hề tạp loạn, được thấy Đức Phật A Di Đà rõ ràng, đó là Bồ Tát tự nhớ hoàn mãn thành tựu tam muội này, thế được Phật A Di Đà, nên lừa thưa thịnh với Phật, bạch Thế Tôn, các hàng Bồ Tát thành tựu pháp gì để được sanh về thế giới cực lạc đây? Phật A Di Đà đáp lời Bồ Tát: nếu có người nào phát tâm cầu sanh về thế giới cực lạc này, nên luôn luôn nhất tâm tự nhớ Phật A Di Đà, giữ gìn chánh niệm liên tục, liền sẽ được vãng sanh. Người đã được sanh về rồi, Đức Thế Tôn biết rõ tâm địa của hắn, cũng nghĩ nhớ đến hắn, nên hắn mới được thấy Đức Phật Thế Tôn. Này hiền hộ, ngay lúc đó Đức Phật A Di Đà lại dạy thêm cho vị Bồ Tát rằng: thiện nam tử, ông nên giữ chánh niệm siêng năng tinh chuyên tu tập, phát tâm rộng lớn, nhất quyết sẽ được sanh về cực lạc. Này hiền hộ, khi ấy vị Bồ Tát này lại thưa bạch Thế Tôn: như thế nào là niệm Phật siêng năng tu tập phát tâm rộng lớn để được sanh về thế giới cực lạc? Phật A Di Đà lại dạy: này thiện nam tử, giờ đây ông muốn làm kẻ chân chánh niệm Phật, nên niệm như thế này: Đức A Di Đà Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thể, thế danh giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, độ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc sáng vàng như chất vàng ròng, tỏa ra ánh sáng vĩ đại, ngự trên tòa sư tử, trang trí bằng nhiều loại châu báu, nói pháp cho chúng sa môn nghe. Ngài dạy rằng tất cả pháp bổn lai không biến hoại, cũng không bị hủy hoại, như các ấm sắc bất hoại vân vân, cho đến thức cũng bất hoại, năm trần sắc bất hoại vân vân, cho đến xúc cũng bất hoại, phạm thiên bất hoại, tất cả thế trụ cũng bất hoại, như thế cho đến mức không niệm Đức Như Lai cũng không được Như Lai niệm. Kẻ này niệm Như Lai như thế, lần lần đắc được không tam muội. Thiện nam tử, đó là tam muội chánh niệm chư Phật hiện tiền. Này hiền hộ, sau đó Bồ Tát này xuất ra khỏi tam muội, có đến nói ông hỏi về tướng trạng của tam muội. Khi ấy ông nên vì vị ấy nói pháp tùy thuận giáo hóa, làm cho vị này được bất thối chuyển, nơi trí giác vô thượng. Này hiền hộ, ta ngay lúc đó cũng thọ ký cho vị này đương lai sẽ thành Phật, hiệu là Đức Quang Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri vân vân, Phật Thế Tôn. Này hiền hộ, ai đã chứng biết tam muội này? Đó là ông Maha Ca Diếp, Bồ Tát Đế Thích Đức, Thiên Tử Thiên Đức và Vô Lượng Bồ Tát tu tam muội không này. Đó là chứng. Làm thế nào chứng không tam muội này? Này hiền hộ, ta nhớ lại thuở xưa có Đức Phật Thế Tôn hiệu là Tu Ba Nhật. Vào thời đó có một người đi lạc vào rừng, đói khát khốn khổ mệt lã. Người này mới nằm ngủ thiếp bên đường, mới thấy dự một buổi tiệc đầy những thức ăn ngon ngọt. Ăn no nê xong, vừa khi đói lại mới đến đây tỉnh dậy, vẫn cảm thấy đói khát như cũ. Người này mới nghĩ rằng các pháp đều không chẳng thật, giống như cảnh vật thấy trong giấc chiêm bao,
không phải thật hữu, quán sát như thế ngồi được vô sanh nhẫn, đắc bất thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Này hiền hộ, cũng giống như vậy. Nếu có vị Bồ Tát hoặc tại gia hay xuất gia, nghe tên các Đức Phật theo phương hướng ngài hiện đang ngự, liền hướng về đó chí tâm đảnh lễ, trong lòng khát khao mong mỏi được thấy Phật, nên chuyên tin tưởng nhớ đến ngài như thế. Lại nữa, cũng nên quán sát sắc tướng như thế, nghĩ tưởng là hư không, cho đó thành tựu được hư không tưởng, rồi an trụ trong chánh tư duy như vậy, cái đó sẽ được thấy Phật với thân thể ngài sáng ngời như lưu ly trong trắng, hình tướng đoan trắng như cây cột thuần vàng. Lại nữa, này hình hộ, thí dụ như có người bỗng nhiên phải rời quê nhà để đến xứ khác, dù ở xứ người nhưng lòng hằng mong nhớ đến quê hương nơi chôn nhau cách rúng, như những gì được thấy, nghe, nghĩ, nhớ, biết được. Như vậy tự nhớ quá lâu ngày, nên trong giấc chiêm bao mơ thấy rõ ràng tự thân ở quê xưa, dạo chơi những chỗ như đã từng thấy, từng nghe, in hệt như trước không khác. Này hiền hộ, cũng như thế đó, Bồ Tát tại gia hay xuất gia, được nghe kẻ khác nói về danh hiệu Đức Phật, tùy theo nơi ngài ngự hướng về đó, chí tâm đảnh lễ mong muốn được thấy ngài, giữ chánh niệm không để dao động, tương ứng với niệm sẽ được thấy Phật hình tượng hoặc thanh như lưu ly hay thanh thuần sắc vàng. Này hiền hộ, thí dụ như có vị tỳ kheo tu pháp quán bất tịnh, nhìn thay mới chết, màu da vừa đổi hoặc hóa ra xanh vàng đen đỏ, rồi tới lúc sình chương lên, thối rã máu mủ tuôn chảy dầm dề, cầm thú chiếm chóc tới rịa thịt anh, còn trơ lại xương trắng sắc như màu ngọc, quá như thế mãi, cho đến khi xương tan rã ra, mà xương thịt kia không từ đâu đến cũng không đi về đâu, từ tâm hiện hiện trở lại thấy tự tâm. Cũng không như thế, Bồ Tát muốn thành tựu tam muội chư Phật hiện tiền, nên tùy theo nơi Phật ngự trước tên, hết hướng về nơi đó tự nhớ mong mọi thấy Phật, theo hướng tự nhớ tức được thấy Như Lai. Tại sao vậy? Vì có ba nhân duyên được thấy Phật A Di Đà: một là nhờ nơi năng lực tam muội này, hai là nhờ Phật gia hộ, ba là do tự thiện căn thuần thục. Hoàn mãn ba nhân duyên này nên thấy được Phật rõ ràng phân minh. Này hiền hộ, như người trai tráng vóc dạng cân đối, vẻ mặt cương nghị, muốn nhìn vẻ mặt mình đẹp hay xấu mới lấy thau đựng đầy nước hay dầu xanh, hoặc lấy thủy tinh hay gương, dùng bốn vật này để soi bóng mình, vẻ mặt đẹp hay xấu ảnh hiện lên rõ ràng. Hiền hộ, chuyện này có ý gì? Hình bóng của kẻ đó ở trong dầu, nước, thủy tinh, gương là vốn sánh có trước phải không? Hiền hộ đáp: thưa không phải, vốn là không, thưa không phải, nó nằm ở trong, thưa không phải, vậy thì hình bóng ấy ở bên ngoài. Thưa không, bạch Thế Tôn, chỉ do dầu, nước, thủy tinh, gương, các vật này trong sáng không bệnh nên hình bóng của ảnh hiện lên, nhưng hình bóng này không phải từ bốn vật đó sanh ra, cũng không phải từ chỗ khác đến, cũng không phải tự nhiên có, không phải do ai làm ai, nên biết hình bóng này không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, vô sanh vô diệt, không có nơi căn cứ. Phật đáp: đúng như thế, đúng như thế, đúng như lời ông vừa trả lời. Do các vật thanh tịnh sáng chói nên bóng dáng tự hiện lên, nên bóng dáng tự hiện không cần nhiều công. Bồ Tát cũng vậy, nhất tâm tự nhớ Phật đáp: đúng như thế, đúng như thế, đúng như lời ông vừa trả lời. Do các vật thanh tịnh sáng chói nên bóng dáng tự hiện không cần nhiều công. Bồ Tát cũng vậy, nhất tâm tự nhớ sẽ thấy các Như Lai thấy, rồi an trụ trong tam muội. Trong khi an trụ mới hỏi các ý nghĩa với Đức Như Lai, được ngài giải thích rành rẽ, lòng vui mừng mới nghĩ: Phật này từ đâu đến và thân ta lại từ đâu ra? Quán sát kỹ, Như Lai không từ đâu đến cũng không về đâu, thân ta cũng vậy, vốn không xuất xứ, làm gì có trở lại. Cái đó cũng nên nghĩ tam giới, duy tâm nên hiện hữu. Tại sao theo tâm nghĩ nhớ lại thế tâm? Nay ta từ tâm thấy Phật, tâm ta làm Phật, tâm ta là Phật, tâm không biết tâm, tâm không thấy tâm, tâm có lúc tưởng, tâm có tưởng niệm, tức thành sanh tử, tâm không tưởng niệm, tức là niết bàn.
các pháp không chân thật do sự do tư tưởng duyên khởi. Đối tượng bị nghĩ liền dịch chủ thể năng tưởng cũng không hiền họ. Ông nên biết các Bồ Tát nhân tam muội này chứng được trí giác vĩ đại. Bát Chu Tam Muội quyển một phẩm thứ ba Tam Muội hành. Thế Tôn lại bảo hiền họ: Này hiền họ, nếu đại Bồ Tát nào hoàn mãn được bốn pháp sẽ đắc tam muội hiện tiền này. Bốn pháp đó gồm có: một là tín tâm không hư hoại, hai là không phá vỡ sự tinh tấn, ba là trí huệ siêu việt, bốn là gần gũi với thiện tri thức. Này hiền họ, lại có bốn pháp khác Bồ Tát nào hoàn mãn cũng sẽ thành tựu tam muội hiện tiền. Một là không có tư tưởng chúng sanh dù trong một khoảnh khắc, hai là thức trọn ba tháng không ngủ dù là tạm thời đôi chút, ba là kinh hành trọn ba tháng trừ khi tiểu tiện, bốn là trong lúc anh bố thí đúng pháp không mong danh lợi, cũng chẳng đoái hoài đến sự trả ân. Bốn pháp này nếu Bồ Tát nào hoàn mãn được sẽ đắc tam muội hiện tiền. Này hiền hộ, là có bốn pháp nữa Bồ Tát nào thực hành hoàn toàn sẽ đặng thành tựu tam muội hiện tiền. Một là khuyên người nhìn ngắm Phật, hai là dạy kẻ khác nên nghe pháp, ba là tâm không ganh tị, bốn là khuyên người phát tâm Bồ Đề. Này hiền hộ, lại có bốn pháp Bồ Tát cần phải tu tập để thành tựu tam muội hiện tiền. Một là tạo hình tượng Phật, khuyên người thực hành hạnh cúng dường. Hai là in chép kinh điển truyền bá ra để người đọc tụng. Ba là giáo hóa cả khinh khi chánh pháp, làm cho họ phát tâm tin nhận. Bốn là gìn giữ chánh pháp để pháp được tồn tại vững bền. Khi đó Thế Tôn nói bày cả đã lặp lại nghĩa trên. Các ông nên trụ trong Phật pháp thường tin vững chắc, chớ thối chuyển, tinh tấn siêng niệm trừ mê ngủ, ba tháng không ngồi chỉ kinh hành. Lúc anh lại thí cho kẻ khác giảng nói pháp vô tỷ của Phật, không cầu danh tiếng và lợi dưỡng, nhờ không đắm trước nên chứng thiền. Các Phật khi xưa và tương lai hiện tại siêu việt trong loài người, các ông nhất tâm cung kính lễ và nên siêng năng cần cúng dường. Các ông cúng dường các Phật đó nên dùng hương, nên dùng hoa hương đốt hương bột, dâng hiến thức ngon, khởi tịnh tâm, chứng tam muội này sẽ không khó. Trước tháp chư Phật trội âm nhạc, loa trống, chiêng bản các tiếng hay, lòng lại vui mừng khôn tả xiết, chắc chắn thành tựu tam muội này. Khuyên tạo tượng Phật thân vô tỷ, tô điểm màu đẹp đủ tướng tốt, sắc vàng trắng chói không bệnh vết, chứng tam muội này sẽ không khó. Liên tục thường niệm tu pháp thí, giữ giới trong sạch và học rộng, siêng năng tinh chuyên trừ biến lười, đắc tam muội này chẳng bao lâu. Không mang tâm độc đối kẻ khác, cũng bỏ dục vọng theo thế gian, luôn vận từ bi nhớ tất cả, tam muội nào xa lại nhãn tiền. Đối với pháp sư thường vui vẻ, tôn kính ngang hàng Đức Như Lai, đừng sanh khinh chê cùng keo kiết, tâm vui cúng dường bỏ ganh tị. Vô lượng chư Phật cùng ca ngợi, người thiền siêng tu từ sẽ được. Thế Tôn trịnh trọng nói pháp này cho kẻ đã tu pháp tam muội. Kinh Bát Chu Tam Muội quyển một phẩm thứ tư thấy Phật. Đức Thế Tôn lại bảo với Bồ Tát hiền hộ: Này hiền hộ, nếu Bồ Tát muốn thành tựu tam muội đối với vị thầy dạy cho pháp này, nên sanh ý tưởng coi như chư Phật, sanh tâm tôn trọng, trở nên kiêu ngạo khinh khi, cho đến cũng không có lòng tranh cãi chống đối, không tùy thuận theo. Sau đó mới chuyên tinh tu học một cách siêng năng về môn tam muội này, chắc chắn sẽ chứng được. Này hiền hộ, nếu có người đối với vị pháp sư nói pháp hay vị tỳ kheo sanh tâm bất thiện, hoặc là tâm chống đối, tâm tranh cãi, tâm lăng nhục, các tâm bất tịnh như vậy cho đến không tưởng như là Phật Bồ Tát, có các tâm niệm như thế là tu hành hư dối, rốt cuộc không thể nào chứng được tam muội. Vì điều này nếu có ai nói chứng được thật là hoàn toàn vô căn cứ. Này hiền hộ, thí như khoảng hư không trong sáng, không có một áng mây mù, có cả mắt sáng vào đêm tối, nhìn lên sẽ thấy vô lượng vì sao, vị trí, phương hướng, hình thể các ngôi sao đều khác biệt thật rõ ràng hết sức. Cũng giống như thế, này hiền hộ, đại Bồ Tát tư duy quan sát pháp tánh hư không do tưởng nên thành được thấy các Đức Như Lai, việc này cũng vậy. Nhưng Bồ Tát lúc quán phương đông,
thấy nhiều trăm Phật, ngàn Phật, trăm ngàn Phật, ức Phật, ức trăm ngàn Phật, ức trăm ngàn giới Na Do Tha Phật, không cần tác ý tự nhiên biểu hiện trước mắt Bồ Tát. Lúc quán phương Đông như thế xong, kể đến quán qua phương Nam, Tây Bắc, bốn góc, phương trên, phương dưới, các thế giới ở các phương như trên, đều thấy nhiều Phật, thấy nhiều trăm Phật, ngàn Phật, trăm ngàn Phật, ức Phật, ức trăm ngàn Phật, ức trăm ngàn Na Do Tha Phật, không nhờ vào sức dụng công tự nhiên hiện hiện trước mắt. Lại này hiền hộ, như thế giới của Đức Phật A Di Đà mà các Bồ Tát được vãng sanh về, vào ngày ban đầu các vị quán phương Đông thấy nhiều Phật, thấy nhiều trăm Phật, thấy trăm ngàn ức Na Do Tha Phật rồi. Ngày thứ hai quán sát phương Nam, kế lần lượt quán hết cả mười phương như thế. Này hiền hộ, nếu Đại Bồ Tát thành tựu Tam Muội Bồ Tát niệm chư Phật hiện tiền Bồ Tát như thế ở ngay thế giới mình, quan sát mười phương được thấy nhiều các đức Phật, thấy trăm ngàn Phật, cho đến vân vân, cho đến thấy trăm ngàn ức Na Do Tha Phật. Lại này hiền hộ, như các đức Như Lai thành tựu Phật nhãn vừa thấy như vậy, đối với tất cả nơi đều biết như vậy, đều nhận như vậy. Này hiền hộ, nếu Đại Bồ Tát cũng đã thành tựu môn Tam Muội Bồ Tát niệm tất cả chư Phật hiện tiền rồi, tự nhiên hoàn mãn các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ba la mật, cho đến các công đức của Bồ Tát, khi đó Thế Tôn mới lập lại lời trên nên nói bài kệ: dường như trong đêm sạch mây mờ, kẻ có mắt sáng nhìn khoảng không, thấy các ánh sao quá trăm ngàn, đến ngày còn nhớ không quên mất, Bồ Tát đắc định hiện tiền rồi, thấy nhiều vô lượng ức ngàn Phật lại xuất khởi từ ta muội này, đã vì đại chúng giảng pháp nhiều, như Phật nhãn ta được thanh tịnh, tới cả thế gian không chướng ngại. Các Phật tử mắt Bồ Tát này nhờ định có cái nhìn siêu việt, do tưởng vô tướng nhớ Như Lai, mà thấy mười phương các đức Phật phá trừ phiền não cùng các tưởng. Ông nghe công đức Bồ Tát này, nếu nghe pháp đây tâm mát mẻ, thải nhập không tịch, lòng lo, lòng không sợ, như ta hiện giờ giảng nói pháp và làm chúng sanh chứng Bồ Đề. Như thế các Bồ Tát an lạc thấy nhiều vô lượng Phật Thế Tôn. Bồ Tát như vậy vào tư duy cũng thấy trăm ngàn đức điều ngự. Tỳ kheo được vậy chỉ A Nan, vừa nghe ta dạy liền hiểu được Bồ Tát đắc Tam Muội như thế, nghe tất cả pháp ghi nhớ hết, thành tựu tính Tam Muội viên mãn, xả bỏ hết thảy lời thế gian, thường dùng từ tâm dạy dỗ người cần phải đi đến nơi tịch tịnh. Kinh Bát Chu Tam Muội quyển 1 phẩm thứ 5 chánh tín. Đức Thế Tôn là bảo hiền hộ, này hiền hộ, nếu có Đại Bồ Tát nào cầu báu vật Tam Muội như thế, nên cần siêng năng hăng hái tu học, tự nhiên sẽ được nhập Tam Muội này. Hiền hộ, thế như có người đi trên chiếc thuyền lớn vào bể, cả tha hồ chở đầy những báu vật hy hữu, vượt qua hết những nỗi khó khăn to tát, giờ đây kề cạnh bên bờ, bỗng đâu thuyền bị vỡ chìm mang theo hết những châu báu. Ngay khi đó các người ở Diêm Phù Đề này hô hoảng lên, lòng cực kỳ khổ sở vì sự kiện mất châu báu vô giá như thế. Thầy hiền hộ cũng giống như vậy, như có kẻ thiện nam thiện nữ nào tai nghe được báo Tam Muội này, lại không in chép đọc tụng thọ trì, lại cũng không nghĩ sẽ thực hành như pháp. Này hiền hộ, ngay lúc đó tất cả trời thần là cả thế gian cũng nên kêu to lên như vậy, sanh sự xót thương vô hạn, và nói rằng các chúng sanh này rất đáng thương xót. Tại sao ngay ở báo vật Tam Muội siêu việt của chư Phật Thế Tôn được các ngài ca ngợi, các ngài ấn chứng, các ngài dạy dỗ công đức tối thượng mà các ngài đã thành tựu viên mãn, không còn thiếu sót? Hàng Bồ Tát nghe được rồi hết lòng siêng năng tu học, tại sao kẻ đặt nghe trở lại bỏ rơi, không ra công in chép, không thích đọc tụng, không thể thọ trì, không giải thích được nghĩa lý, cũng không có khả năng suy tưởng sống trong pháp này? Hàng chúng sanh biến nhát như thế, tương lai sẽ chịu sự thiệt hại lớn lao. Này hiền hộ, thí dụ như có người cầm khúc chiên đàn đỏ tía đưa cho kẻ ngu si xem, hắn ta vì ngu si nên nghĩ tượng khúc chiên đàn là vật dơ bẩn,
Khi ấy chủ nhân mua chiên đàn là kẻ trí bảo hắn rằng: ông đừng nên đối với khúc chiên đàn này lại nghĩ cho là vật dơ bẩn. Tại sao? Vì chiên đàn này rất tinh sạch, hương thơm đệ nhất. Giờ đây ông do duyên cớ gì lại nghĩ ngược cho là dơ bẩn? Nếu như ông không tin, hãy thử ngửi coi là thối hay thơm. Và ông cũng nên mở to mắt ra để xem sắc vân của chiên đàn là xấu hay đẹp, tròn trịa hay gồ ghề. Kẻ ngu si dù được người nghe trí nói thế bằng đủ mọi cách, nhưng vì do ngu si hắn trở lại lão sanh lòng ghen ghét, lấy tay bịt mũi không thèm ngửi, che mắt lại không thèm nhìn. Cũng giống như vậy đó, hiền hợp trong đời tương lai sẽ có hạng tỳ kheo hung ác, oán ghét kinh này. Hạng này không biết tu tập thân giới tâm huệ, ngu si vô trí như con dê trắng, ngây ngô khờ khạo. Kẻ hung ác này vì do kém phước nên dù có nghe kinh định vi diệu, chánh niệm chư Phật hiện tiền tam muội, như vậy cũng không cần in chép, không đọc tụng được, cũng không có khả năng thọ trì, không thể suy tưởng, không có năng lực nói cho kẻ khác hiểu biết, lại cũng không sanh tâm tùy hỷ rộng rãi. Làm thế nào đã được tu hành như lời Phật dạy? Lại có khi họ nghĩ rằng kinh điển này không phải Phật dạy, mà là kẻ ác tự trứ tác văn chương rồi nói dối là kinh Phật. Này hiền hồ, ông nên biết hạt như trên đã vĩnh viễn bỏ rơi báu vật tối thượng vi diệu. Như kẻ ngu si thấy, như kẻ ngu si kia thấy gỗ chiên đàn là tự che mắt bịt mũi không cần ngửi nhìn. Như có kẻ tỳ kheo tín canh sâu dày, huệ nhãn sáng suốt, đã từng gần gũi cúng dường pháp, tu hành như lời các ngài dạy, vun trồng nhiều canh lành, tỳ kheo này nghe được tam muội Bồ Tát niệm chư Phật hiện tiền, liền vâng lãnh đọc tụng, suy gẫm nghĩa lý thực hành tam muội, đắc được tam muội này, rồi dạo chơi các thế giới Phật, khắp dạng nói cho kẻ khác nghe, giải thích các ý nghĩa sâu xa. Thường nguyện như thế này sẽ làm cho kinh điển dạy về môn tam muội Bồ Tát niệm Phật được truyền bá rộng rãi trong đời và hằng tồn tại ở thế gian. Phật bảo hiền hồ, ta lại nói cho ông nghe, lòng ta lúc ta đang đối trước tất cả thế gian, Phạm Thiên, Ma Vương, Sa Môn, Bà La Môn và các trời người Atula vân vân, dạy về môn tam muội vi diệu này. Nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe rồi tùy hỷ đọc tụng thọ trì niệm Phật tam muội, suy gẫm tin hiểu phát lời như vậy, đây chân thật là lời Phật nói. Nơi mít người này đã tâm góp phước đức rất nhiều không thể nghĩ lường được. Này hiền hộ, nếu có thiện nam thiện nữ nào dùng các thứ châu báu đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, dùng để cúng dường tất cả đức Phật Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác, được công đức dù to tát nhưng sánh với công đức người trì kinh này trăm ngàn muôn phần không được một, cho đến không được một phần trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, khi đó Thế Tôn nói lên bài kệ để lập lại nghĩa trên: kẻ ngu mê u tối, buông lung canh chưa thuần, bị bản ác phá hoại, không có tâm chánh tín, phá giới tạo các tội, chấp say đắm ngã mạn, họ đều nói kinh này không phải lời Phật nói. Kẻ nào đối kinh này nghe rồi sanh vui vẻ, kẻ này không nghi nan, không nói là ngụy tạo, như kẻ giới thanh tịnh, kính pháp sanh tôn trọng, bảo vật đầy tam thiên, đem cúng dường chư Phật để cầu đại Bồ Đề. Phước đó khó thể nói, nếu có các tỳ kheo nghe Phật ca ngợi định, vừa nghe sanh tin nhận, phước đức hơn kẻ trên. Này hiền hộ, có hạng Bồ Tát hoặc tại gia hay xuất gia, nghe được môn tam muội này, không sợ hãi hủy bán, nghe rồi vui theo sanh tâm kính tin, quyết định chân thật không còn nghi ngờ gì nữa, chịu tụng, đọc tụng thọ trì suy ngẫm ý nghĩa. Này hiền hộ, các hạng người như trên Đức Thế Tôn đã thấy biết hiểu hết về họ cả hết rồi. Này hiền hộ, nếu ai có khả năng đọc tụng thọ trì tự nhớ môn tam muội này, họ không bao giờ làm việc ác, không phá vỡ tịnh giới, không hủy hoại chánh tín, không theo bọn tà kiến. Hiền hộ, thiện nam và thiện nữ này phân biệt một cách hoàn hảo, thành tựu đức suy tư, hoàn toàn có tín tâm đối với pháp này, lại có khả năng thọ trì gìn giữ. Hiền hộ, ông nên biết rằng kẻ này đã từng trải qua trăm ngàn vô lượng vô biên các đức Như Lai đời quá khứ, tu hành cúng dường buông trồng canh lành,
mới có năng lực vừa nghe môn tam muội niệm Phật hiện tiền, nghe rồi phát lòng tin nhận, tâm mở mang ý hiểu biết cho đây là chân thật, không còn nghi hoặc. Đã được nghe xong lại ưa thích in chép động tục thọ trì, cho đến đem ý nghĩa sâu rộng ra giảng cho người khác biết tại sao lại làm như thế. Này hiền hồ, là vì các thiện nam và thiện nữ này đã từng đích thân nghe các đức Như Lai đời quá khứ nói về môn tam muội này rồi đọc tụng thọ trì. Vì lý do này, sau khi đức Như Lai nhập dịch khoảng cuối 500 năm sau, lúc chánh pháp sắp hoại dịch, lại còn nghe được môn tam muội này, nghe rồi lại sanh tâm tin nhận, không có sợ hãi kinh hoàng thối lui, lòng còn vui mừng khắp khởi ra công đọc tụng thọ trì suy ngẫm ý nghĩa, lại đem nói cho kẻ khác đến, lại đem nói cho kẻ khác nghe cho đến trọn cả ngày đêm thực hành môn tam muội này. Hiền hậu, nếu có ai nghe về môn tam muội này không sợ hãi, không thối lui, không hủy báng, nghe rồi lại vui theo chịu suy gẫm kỹ lưỡng, nhập pháp này là chân thật, tâm mở mang trí hiểu biết, rồi chỉ tạm thời ca ngợi cho người khác ngang, cũng đã thu hoạch phước đức vượt bậc không thể tính đếm được. Còn nói gì đến việc có thể đọc tụng thọ trì siêng năng tự nhớ đã thực hành nói cho kẻ khác nghe trọn cả ngày đêm tu môn tam muội niệm Phật. Hiền hò, ông phải biết thiện nam thiện nữ này nhân việc trên đã thu hoạch được vô lượng vô số công đức vĩ đại, trụ bậc bất thối chuyển, tùy theo tâm nguyện đều được thành tựu. Này hiền hò, sự kiện đã rõ ràng như vậy, giờ đây ta lại nói thêm thí dụ để ý nghĩa càng rõ hơn. Thí dụ như có người đem tất cả đất đai trong cả tam thiên đại thiên thế giới đều nghiền nát ra bụi, rồi lại đem tất cả cây cỏ lá nhánh dù đủ cỡ lớn nhỏ cũng nghiền nát ra bụi. Lúc đó người này mới lấy một hạt bụi trong đống bụi hết sức vĩ đại kia ra để chia sẻ, như thế xóa bằng đống bụi trên, mỗi hạt bụi đều chia sẻ như thế cả lần lần cho đến hết số đống bụi trên. Này hình hộ, theo ý ông thế nghĩ thế nào, số bụi kia nhiều hay ít? Hình hộ hát đáp: hết sức nhiều, bạch Thế Tôn. Phật lại tiếp: này hình hộ, nếu có thiện nam thiện nữ nào đem số châu báu bằng như số bụi trên ra bố thí, ý ông lại nghĩ ra sao? Phước đức kẻ thiện nam thiện nữ này thu hoạch được sẽ nhiều không? Hình hộ thưa: bạch Thế Tôn, thật hết sức nhiều. Kẻ thiện nam thiện nữ này do hạnh bố thí trên đã thu hoạch phước đức nhiều vô lượng vô số. Phật lại bảo: này hiền hồ, ta lại nói thêm cho ông nghe, như kẻ thiện nam thiện nữ bố thí bảy báu bằng đống bụi trên được phước như thế, và kẻ thiện nam thiện nữ nghe môn tam muội niệm Phật hiện tiền, tạm thời sanh tin nhận, phân tích rõ ràng, nhìn nhận pháp này chân thật, tâm ý mở mang, bằng lòng đọc tụng thọ trì, cho đến tạm thời nói cho kẻ khác nghe tu hoạch được phước đức, đem so sánh cả hai đàn lại, thì phước đức kẻ dưới thật là vô lượng vô biên, không thể tính đếm so sánh suy lượng được, vượt bậc kẻ trên rất nhiều. Này hiền hộ, kẻ thiện nam thiện nữ nào nghe được môn tam muội sanh tâm tin nhận vân vân, vì nói cho kẻ khác nghe như thế thu hoạch phước đức vô lượng vô biên. Huống gì kẻ thiện nam thiện nữ đối với kinh điển dạy về môn tam muội này sanh tâm tin nhận, như chốn được nghe thấy thọ trì theo đức tin diễn nói trên, sự kinh nghiệm thọ trì và thực hành theo như lời nói. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên nên nói bài kệ: nếu ai chết báo đầy tam thiên, hành tâm hành hạnh bố thí độ, ta bạ phước này dù rất nhiều nhưng không bằng nghe kinh công đức Bồ Tát mong cầu chứa phước đức, tín hiệu thọ trì lại suy tưởng diễn giảng tu hành niệm tam muội, phước thu hoạch được hơn trên nhiều nghìn ba ngàn cõi ra bụi cả, lại chia hạt bụi bằng số trên, đem báo bằng như số bụi đó, thành tâm bố thí mức cứu cánh các Phật các người tam muội kinh, chỉ đem một kệ dạy kẻ khác, ta nói công đức của người này vượt lên phước thí trên rất nhiều. Nếu nói đầy đủ cho người nghe, cho đến chỉ nói một chút ít, suy gẫm tăng trưởng các căn lành, lại hưởng lâu dài vô lượng phước, tất cả chúng sanh đều làm Phật, tịnh hòa rốt cuộc chứng chân như, và sự trong số ức nhiều kiếp, kẻ phước kẻ này khó cùng tận, các Phật lần lượt nhập diệt hết, nhiều ức số kiếp thường nói ra cũng không làm sao hết bờ phước
của người duyên theo kệ kinh này, tất cả thế giới có trong đời, bốn phương trên dưới và bốn góc, chất chứa giấy đầy các báu lạc, vì cầu phước báu, đem dân Phật, công đức kệ này khó lường được, tính ra số bằng các thế giới. Lại kẻ nghe được tam muội này, khéo léo dạng nói phước hơn trên, kẻ nào không nghi nơi kinh này, với các pháp khác cũng rõ thấu, chắc chắn dứt hạnh vào đường ác, lại nhập thắng tịch tam muội thiền. Kẻ này nếu thường cúng dường ta, chắc hưởng nhiều phước khó suy lượng. Tăng trưởng đa văn chứng bồ đề, do nghĩ nhớ Phật khen định này, nay ta bảo ông lời chất thành thật, nên siêng năng được nhớ đừng buông lung, nhất tâm ca ngợi lòng hăng hái, tự nhiên mau chứng bồ đề này, lại vì cúng dường trăm số Phật, có thể thành lãnh thọ ta mơ đệ, dù ở vào đời cực ác độc, tự sẽ mau chứng định vi diệu. Hoặc có thấy ta và tỳ kheo và ông Bồ Tát hiện hộ đây, Bồ Tát như vậy thích đa văn, quyết định sẽ đắc tam muội này, hoặc ai nghe được thánh tam muội nói cho kẻ khác hay biên chép là Đà La Ni Thế Tôn khen, sẽ chứng tất cả Phật Bồ Đề. Nếu người hàng tượng tam muội này, tất cả chư Phật cùng ca ngợi, sẽ đắc vô sanh và đa văn, các Phật lần lượt dạy dỗ pháp. Kinh Bát Chu Tam Muội quyển 1 phẩm thứ 6 quán sát. Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát hiền hộ này, hiền hộ, nếu các đại Bồ Tát nào muốn suy gẫm tam muội này, nên suy gẫm thế này. Như Đức Thế Tôn của ta giờ đây đang ở trong chúng hội, trời người giảng nói pháp trọng yếu. Này hiền hộ Bồ Tát, nhất tâm suy tưởng các Đức Phật Như Lai ngồi trên tòa sư tử, đang giảng nói chánh pháp đủ tất cả tướng tốt, hết sức đẹp đẽ đoan nghiêm, kẻ ngắm không nhàm. Quan sát các tướng đại nhân, mỗi một tướng nên phải chí tâm quán kỹ, tức sẽ thấy rõ các đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, đã được thấy ngài, đã được thấy các ngài rồi. Trước nên tự hỏi tại sao không thấy được đảnh tướng, vừa tự hỏi xong lại lần lượt quán các tướng cho rõ ràng, quán như thế và nghĩ rằng tướng của Đức Phật Như Lai vi diệu hiếm có, nguyện cho con đời vị lai sẽ được thành tựu đầy đủ thân tướng vi diệu, nguyện cho con trong đời vị lai cũng được gìn giữ cấm giới một cách trong sạch oai nghi không thiếu, nguyện cho con trong đời vị lai được hoàn mãn môn tam muội như vậy, nguyện cho con đời vị lai thành tựu trí huệ giải thoát tri kiến như vậy, nguyện cho con trong đời vị lai thành tựu viên mãn các thân tướng như thế, liền đắc thành trí giác vô thượng. Sau khi thành Phật cũng sẽ ở trong chúng hội trời người như thế dạng nói diệu pháp như đây. Bồ Tát quán sát đầy đủ các Đức Phật Như Lai cho đến khi thành tựu nhất thiết trí rồi, lại nên suy gẫm trong đó ai là ta, ai là của ta, ngã sở hữu. Các Phật đắc Bồ Đề là thân đắc hay là tâm đắc? Nếu thân đắc, thân ngây ngô vô giác vô tri giống như cây cọ gạch vách bóng trong gương. Còn Bồ Đề không sắc, không hình, không phải bóng, không phải tướng trạng, không thể thấy biết, không thể chạm hiểu. Tại sao lại dùng thân ngây ngô vô giác vô tri, không thấy, không biết, không phân biệt, không tác ý để đắc Bồ Đề này? Bồ Đề như vậy đã không hình sắc, không tướng trạng bóng dáng, không thể thấy biết, không thể chạm hiểu, ai lại hành chứng trong đó? Nếu như tâm đắc, tâm là vô sắc, không thể thấy được, tâm là vô tướng, không thể biết được, tâm như thế đồng như ảo hóa, nhưng Bồ Đề cũng vậy, vô sắc không thể thấy, vô tướng không thể biết, vô lậu vô vi cũng đồng như ảo hóa, tại sao lại chứng được? Thế nào là giác tri mà lại nói rằng thân tâm đắc Bồ Đề ư? Đại Bồ Tát lúc quan sát như thế rõ ràng phân minh là thân tướng không đắc Bồ Đề, cũng biết rằng tâm không đắc Bồ Đề. Tại sao thế? Vì các pháp không có chuyện dùng sắc chứng sắc, dùng tâm chứng tâm. Nhưng sự kiện này ở trong ngôn thuyết, dù biết tất cả là vô sắc, vô hình, vô tướng, vô lậu, không thể nhìn thấy, cũng không thể nhìn thấy, không có chứng biết, cũng không phải không chứng biết. Tại sao? Vì do tất cả thân Như Lai không thuộc hữu lậu, thân các ngài vô lậu, tâm cũng vô lậu. Vì các Như Lai tâm vô lậu nên sắc cũng vô lậu, lại nữa các đức Như Lai sắc vô lậu nên thọ hành thức cũng vô lậu.
Lại nữa, giới của các đức Như Lai cũng vô lậu, tam muội trí huệ cũng vô lậu, cho đến giải thoát trí kiến cũng vô lậu. Như thế cho đến những lời lẽ của các đức Như Lai nói, đã nói, đương nói, sẽ nói và tất cả pháp được nói cũng đều vô lậu cả. Hiền hồ, các Phật pháp như thế chỉ có người trí mới thông đạt được, còn kẻ ngu không thể hiểu biết. Bồ Tát lúc quan sát như thế, biết tất cả pháp đều không thể được. Tại sao không thể được? Vì nó là năng chứng không thể được. Thế nào chứng lại không thể được? Duyên gì chứng cũng không thể được. Quan sát như thế, thể nhập vào tịch diệt định phân biệt các pháp, cũng không phân biệt các pháp. Tại sao thế? Là vì các pháp không có. Này hình hộ, như lửa chưa hiện khởi được, hoặc có người nói rằng, ta hôm nay trước tiên làm tắt lửa này. Này hình hộ, ý ông nghĩ thế nào? Lời kẻ này nói là thành thật chăng? Hình hộ đáp, bạch Thế Tôn, không thành thật. Phật bảo, cũng giống như vậy, các pháp từ xưa đến nay hoàn toàn vô đắc. Tại sao hôm nay lại có người nói lời rằng, ta có thể chứng biết tất cả pháp, ta có thể thông suốt tất cả pháp, ta có thể giác ngộ tất cả pháp, ta có thể độ thoát tất cả chúng sanh đang ở trong sanh tử. Lời nói như thế không phải là chân chánh. Tại sao ta nói như vậy? Là vì trong pháp giới vốn không có các pháp, cũng không có chúng sanh. Tại sao lại nói rằng độ? Vì độ cũng chỉ là nhân duyên trong thế đế. Phật bảo hiền hộ tiếp, thế nên các thiện nam thiện nữ nào nếu muốn thành tựu trí giác vô thường cho đến trí giác duyên giác thinh văn, cần nên phải quan sát tất cả pháp như vậy. Lúc quan sát sẽ nhập vào tịch định, không có phân biệt, không phải không phân biệt. Tại sao? Này hiền hộ, tất cả pháp vốn không thật hữu. Nếu định phân biệt tức là kẹt vào một bên, vượt lên trên ngoài lãnh vực suy lường, ngoài lãnh vực phân biệt, chỗ không chứng biết, chỗ không kinh doanh, chỗ không tập hợp, chỗ không nghĩ nhớ, chỗ không phát khởi. Này hiền hộ, đó gọi là trung đạo. Là này hiền hộ, trong chân thật đệ nhất nghĩa, nếu còn kẹt một bên hay rơi vào chặng giữa đều không thể được. Tại sao? Này hiền hộ, tất cả pháp dường như hư không, bổn lai tịch diệt, không phải hư vô, không phải thường hằng, không có tích tụ, không có nơi dừng lại, không chỗ nương tựa, không tướng, vô vi, không có toán số. Này hình hộ, nó vốn không thể đếm tính được, tại sao lại có toán số? Vì không đếm, nằm trong số đếm, nên không kẹt vào con số, cho đến không có danh dự, lời lẽ trí tính toán. Cho đến không có danh từ, lời lẽ trí tính toán. Này hình hộ, Đại Bồ Tát lúc quan sát các đức Như Lai như vậy, không có chấp trước, tại sao vậy? Là vì tất cả pháp vốn không chấp trước, bởi nó không có nơi chỗ để chấp trước, cũng không có cội rễ để đoạn trừ. Hiền hộ, Đại Bồ Tát này nên suy nghĩ tam muội chư Phật hiện tiền như vậy. Nếu thấy các đức Như Lai rồi, không nên chấp giữ, không nên vin theo. Tại sao? Này hiền hộ, tất cả các pháp vốn không thể nắm giữ, dường như hư không thể tánh tịch diệt. Này hiền hộ, như đám chùy vàng đặt trong lửa đỏ nấu cho chạy ra, lúc chạy nóng đến cùng cực, là như viên sắt đỏ từ lò gấp ra cháy đỏ nóng ran, kẻ có trí đâu thèm bốc tới. Tại sao? Bởi vì vàng chạy ra nước và hòn sắt đều nóng, bốc vào chắc chắn cháy tay. Cũng ý đó. Này hiền hộ, Bồ Tát lúc quán Phật không nên viên lấy chấp giữ, việc đó cũng giống như vậy. Thế nên Bồ Tát lúc quán sắc Phật không nên sanh tâm đắm trước, cho đến quán thọ tượng hành thức cũng không được đắm trước. Là nữa, lúc Bồ Tát quán về giới định trí tuệ, trí huệ giải thoát trí kiến cũng không nên đắm trước. Tại sao như vậy? Vì hễ còn chấp trước giữ lấy là không bao giờ có thể thoát ly sự khổ sanh tử, bởi sự khổ cũng do nguyên nhân lòng chấp trước. Thế nên Bồ Tát lúc quan sát Như Lai như thế không sanh ý tưởng chấp trước. Dù không chấp trước nhưng lại phải siêng năng cầu mong công đức thắng diệu như chư Phật Thế Tôn. Đó là Phật trí, Như Lai trí, trí vĩ đại, trí tự nhiên, trí tự tại, trí không thể nghĩ lường, trí khó tính kể, trí không gì ngang sánh được, nhất thiết nhất trí.
Nếu muốn cầu thể nhập những trí như thế, suy gẫm quan sát tam muội niệm chư Phật hiện tiền. Khi đó muốn cho rõ thêm, khi đó muốn cho thêm rõ nghĩa này, Đức Thế Tôn lập lại bằng bài kệ: ví như gương sáng và dầu trong, phụ nữ trang sức soi bóng mình. Kẻ ngu nhìn bóng lại đam mê, nơi nơi đeo đuổi cho thỏa lòng. Ái tưởng điên đạo nơi cái không, không biết là pháp hư vọng sanh. Nếu có Bồ Tát nghĩ như vậy, Bồ Đề cam lộ trong tương lai, ta cứu chúng sanh khỏi các khổ, loại người vô trí tâm trước ngã. Trong đệ nhất nghĩa không chúng sanh, thế gian chỉ có sanh lão tử, các pháp không tướng trăng đáy nước. Há có Bồ Đề mà tìm cầu, hình tượng khác gì bóng trong gương, như ảo như hóa như hư không. Phạm phu suy tưởng bị trói buộc, hạ này bị buộc không vô thành. Nếu có kẻ trí hàng Bồ Tát, biết đời điên đạo nên lấy chân, biết đời điên đạo nên thấy chân, thông đạt trong người ai chịu khổ, vị này tương lai thành Phật đạo. Vô ý phân biệt Phật Bồ Đề, tâm kia bổn lai từ sáng trong, không thấy sanh tử buồn nhơ nhục, không thấy sanh tử buồn nhơ đục, vị này chứng thật bậc tối thắng, tất cả sắc pháp đều vô lậu, không thể phân biệt vọng cũng không, dịch trừ các dục tâm giải thoát, kẻ biết như thế chứng tam muội. Trước niệm các Phật thân vô tướng, sau nghe các pháp vốn thanh tịnh, suy gẫm như vậy niệm không thừa, chứng tam muội này có khó đâu. Thường nghĩ không tướng để quan sát, liền dịch được cả những vi tế, đổi tất cả sắc không phân biệt, mắt dù có thấy tâm không lụy, nếu lấy không thấy lại chứng định, tất cả cả mù cũng chứng sao. Nếu không dùng thấy không thấy, điều này ngoại đạo để mê mờ, thường ly tướng trạng mà suy gẫm, tâm thấy tâm thanh tịnh của các Phật, nhận như thế rồi quán tất cả, cả đó mau đắc tam muội này. Nếu muốn quán sát tất cả Phật, nên tự ngài ngồi giảng dược pháp, như ta hiện giờ nói pháp này. Kẻ nào thích pháp nhìn thân ta, đừng nên suy gẫm những gì khác, chỉ nên nghĩ Phật dạy pháp diệu, chuyên nhớ như vậy đừng thấy khác. Vì cầu học rộng và nghe nhiều, nhất tâm quán ta dạy định này, ghi nhớ lại hết lời Phật nói, không lời diễn đạt không sánh được. Nếu muốn tâm vui và thanh an, cầu Phật công đức khó suy lường, cho đến chứng đắc diệu Bồ Đề, nên cần tu học tam muội này, muốn cho trong sạch biển học sâu. Vì chúng sanh nên thường xin cầu, kẻ này nên mau bỏ dục trần, cần tu tam muội thù thắng này. Kinh Bát Chu Tam Muội, quyển 1, phẩm thứ 7, giới hạn đầy đủ. Hình hộ Bồ Tát lại bạch Phật: Thưa Thế Tôn, ngài rất là hy hữu đã có được tam muội siêu việt như thế. Nếu như có các vị Bồ Tát bỏ gia đình đi xuất gia, tâm rất ưa thích giảng nói về tam muội này cũng như quán sát nó, bạch ngài các vị này nên nương theo pháp nào để có khả năng giảng nói và quán sát? Phật dạy: Này hình hộ, nếu có Bồ Tát bỏ gia đình đi xuất gia, hết lòng ưa thích và mong muốn quán sát tam muội này, hàng Bồ Tát xuất gia đó trước tiên hết phải ghi nhớ các giới như vậy, giữ gìn giới hạnh cho trong sạch, giới hạnh không thiếu sót, không ô nhiễm, không nhơ bệnh, không đắm trước, không sao động, không bị chê trách, giới hạnh được các bậc trí ca ngợi, giới hạnh được bậc thánh kính mến. Này hiền hộ, hàng Bồ Tát xuất gia làm như thế nào đã được giới hạnh trong sạch, cho đến làm sao được giới hạnh bậc thánh kính mến? Này hiền hộ, hàng Bồ Tát xuất gia nên y cứ theo Ba La Đề Mộc Xoa, thành tựu các oai nghi tế hạnh, cho đến viên mãn các giới hạnh vi tế nhiều như bụi. Đối với các giới hạnh nên nghĩ đến sự thành tựu cao xa, không chấp trước, lúc được nghe pháp không vô tướng vô nguyện, tâm không sợ hãi, không mê mờ. Hiền hộ, do nhân duyên đó hàng Bồ Tát xuất gia thành tựu được giới hạnh không đắm trước, giới hạnh được bậc thánh kính mến. Khi ấy Bồ Tát hiền hộ lại bạch Phật: Thưa Thế Tôn, hàng Bồ Tát xuất gia do duyên cớ gì lại có giới hạnh không trong sạch, thiếu sót, nhiễm trước, ô uế, ỷ lại, giới hạnh bị kẻ chê trách, bậc thánh ghét bỏ? Phật dạy: Này hiền hộ, nếu Bồ Tát xuất gia nào còn giữ lấy đắm trước nơi sắc, thọ tưởng, hành thức, mà thọ trì cấm giới tu tập phạm hạnh, đã tu rồi còn có quan niệm hiện nay ta giữ giới tu khổ hạnh, tu học như thế này, phạm hạnh như kia,
mong rằng đời vị lai ta sẽ được sanh lên cõi trời hay ở nhân gian một cách tự tại, hưởng quả đầy đủ, hiền hậu. Vì lý do này nên Bồ Tát xuất gia thành tựu giới hạnh không trong sạch, vân vân, cho nên giới bị bậc thánh ghét bỏ vì họ cầu có, muốn hưởng quả báo và mong thác sanh nơi an nhàn. Này hiền hậu, hàng xuất gia Bồ Tát muốn tuyên nói và suy gẫm môn tam muội này trước tiên hết và thành tựu giới hạnh trong sạch, vân vân, cho đến giới được bậc thánh kính mến, luôn luôn ghi nhớ thực hành bố thí ba la mật đó là những sự bố thí cao cả, bố thí pháp, bố thí siêu việt, bố thí vi diệu, bố thí tịnh diệu, bố thí vô thượng, thường siêng năng hăng hái, không bỏ rơi trách nhiệm to tát, dù là chỉ tạm thời, dù là chỉ tạm nghĩ thôi, vân vân. Hằng nhất tâm gìn giữ chánh niệm, đức tin trong sạch, không vướng vít danh tiếng lợi dưỡng thế gian, không mang lòng ganh tị, thường hành khất thực, đúng như pháp sinh anh để nuôi thân mình, không nhận thịnh riêng, lòng nhàm chán thế gian, thích cảnh a lan nhã, tôn sùng dòng thánh, vân giữ hạnh đầu đà, dứt bạch chuyện phiếm, chỉ luận việc siêu thoát cõi đời, yên lặng ở giữa đám đông, ít lời lẽ, thường tôn kính kẻ khác, không dám khinh chê, bất cứ lúc nào cũng cảm thấy tự thẹn với mình, hổ ngơi đối với kẻ khác. Kẻ gia ân cho mình lòng hằng nhớ báo đáp, với kẻ thiện trí thức mong muốn được thân cận, với bậc sư tôn thì tùy thuận hầu hạ, nếu gặp được kinh điển sâu xa, sẽ hết lòng nghe nhận, tâm hằng không có niệm mỏi mệt, đối với vị pháp sư xem như đấng cha lành hay bậc thiện trí thức, cho đến coi như Đức Như Lai, vì do người dạy pháp vi diệu này làm cho mình được thành tựu trí giác vĩ đại, tăng trưởng tâm mến, thích kính trọng. Này hiền hậu, nếu có Bồ Tát đi đến, nghe bậc thinh văn nói về kinh điển sâu xa như đây, là đối với bậc pháp sư này không sanh tâm kính mến, tôn trọng, không nghĩ là bậc cha lành thiện trí thức, giáo sư hay chư Phật, nên không thể thân cận cúng dường hầu hạ người đã dạy mình kinh này. Hiền hậu, ông phải biết hạng Bồ Tát này sẽ không đủ năng lực để tin nhận, biên chép, phổ biến ra, tuyên giải về kinh này để nhờ đó chánh pháp được tồn tại. Lời này hiền hậu, nếu có Bồ Tát nào được nghe hàng thinh văn nói về kinh điển vi diệu như vậy, sanh tâm tôn trọng, coi vị pháp sư đó như là Phật, gần gũi cung kính, cúng dường hầu hạ. Bồ Tát như vậy dù chưa tu học kinh này, cũng tức là đã tu tập, chưa dạy nói ra, tức đã dạy nói, có đủ năng lực làm cho diệu pháp tồn tại lâu dài trên cõi đời, không bị hủy hoại hay tiêu diệt. Tại sao thế? Là vì do có thể kính mến tôn trọng chánh pháp nên kinh này mới được tồn tại lâu dài trên thế gian. Này hiền hộ, do nhân duyên này giờ đây ta dạy ông, người nào đối với vị pháp sư sanh tâm ưa mến, kính trọng, tôn quý, coi như thiện trí thức, bậc thầy, thậm chí có khi tưởng như chư Phật, nên hết lòng hầu hạ cúng dường cung kính, người như vậy mới gọi là thực hành theo hạnh của ta, vâng lời ta dạy bảo. Lời này hiền hộ, hàng Bồ Tát xuất gia quyết định muốn và suy gẫm tam muội này nên thường ở a lan nhã, xa lánh đám đông, hàng làng xóm bè đảo, chỗ tham cầu, không cất chứa lúa gạo món ăn, không tham đắm nơi y phục vật thức, không nhận lãnh tài sản vàng bạc, không ham mê hằng nghĩ đến việc xả thân, xa lìa lòng tham đắm, thường tu pháp tự quán, luôn hộ thẹn không tạo điều ác, gìn giữ chánh pháp, không còn nghe hoặc, luôn xa lìa không nắm giữ các tướng, tu từ tâm, không mang oán hiềm, phát khởi tình thương cao cả, không giận hờn, tâm bình thản, hằng vui vẻ xí xóa, nào có ưa ghét gì đến chúng sanh, thường đi kinh hành phá trừ mê ngủ. Này hiền hậu, nếu Bồ Tát xuất gia thực hành được pháp như thế, sẽ có năng lực tu học giải nói, suy gẫm về môn tam muội niệm chư Phật hiện tiền này. Khi ấy Bồ Tát hiền hậu bạch Phật: Thưa Thế Tôn, thật là hy hữu, Đức Như Lai ứng cúng đặng chánh giác dạy ra kinh điển thật hết sức sâu xa vi diệu siêu việt, không thể suy lượng được, nhưng các Bồ Tát ở đời vị lai biếng nhát ỷ lại, dù nghe được kinh điển này là sanh sự sợ hãi kinh nghi thối lui, không phát tâm ưa thích vui mừng,
Lúc đó cũng có các Bồ Tát siêng năng tinh chuyên ghi nhớ ưa thích pháp này, giữ vững cùng khuyên người thọ trì. Nếu được nghe pháp sư dạy cho pháp này, dù phải xả thân nơi chánh pháp cũng không tiếc, không đắm trước danh tiếng cũng không đắm trước danh tiếng, không mong cầu lợi dưỡng, không nhận được pháp môn vi diệu như thế, thường đọc tụng ghi nhớ, suy ngẫm nghĩa lý, thực hành như lời dạy trong đời các Phật vị lai, sẽ chỉ vì đã thành tựu các công đức vĩ đại nên lòng luôn siêng năng hăng hái, lại có thiện nam thiện nữ đã từng cúng dường các đức Phật đời quá khứ, vun trồng nhiều căn lành. Hạng này rất hăng hái vì mong muốn nghe pháp môn vi diệu nên phát ra đại thệ, dù phải khô kiệt da thịt, nát nghiến xương tủy, đốt cháy thân tâm, khổ hạnh liên tục, nhưng con cũng không hề tạm thời biếng nhát mỏi mệt. Nhớ vì hằng mong thành tựu được kinh điển vi diệu nên siêng năng hăng hái phi thường, chỉ muốn để thu phục các Bồ Tát, làm cho họ nghe nhận kinh điển này liền sanh đức tin tâm vui vẻ. Khi ấy Thế Tôn khen Bồ Tát Hiền Hộ: hay lắm này Hiền Hộ, đúng như thế, đúng như lời ông nói. Ta hết sức vui vẻ công nhận, tất cả ba đời chư Phật Thế Tôn số nhiều những các sống hằng cũng đều công nhận thế. Hiền Hộ lại thưa: bạch Thế Tôn, nếu như các Bồ Tát tại gia còn ở thế gian nghe được môn ta muội này, muốn được quán tưởng nói cho kẻ khác nghe, hoặc chọn một ngày đêm thực hành, người này gìn giữ bao nhiêu pháp hành để thành tựu được tam muội và có năng lực dạy bảo kẻ khác. Phật dạy: này Hiền Hộ, hàng Bồ Tát gia còn ở trong thế gian lại mong muốn tu tập, môn tam muội niệm Phật hiện tiền này, hoặc chọn một ngày đêm hay đôi giờ. Nay ta nói cho ông nghe, hàng tại gia này còn ở trong thế gian cần nên có đức tin chân chánh, không keo kiệt, hàng bố thí giúp đỡ hoặc ít nhiều hay cho tất cả, không mong cầu quả báo, nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, không thờ trời cũng không lễ bái, không có lòng ganh tị, lại hàng vui theo sanh sống, theo như Phật Pháp, giữ mình cho trong sạch, không mê gái, không đắm say thê thiếp, không nhiễm thế tục, không bao bao ôm ấp tài sản cho báu, hàng ưa thích hạnh xuất gia cạo bỏ râu tóc, thường ở chốn già lam tu bồ đề, không nghĩ đến thừa nào khác, gặp bậc tỳ bẩn giữ niềm cung kính, được vị pháp sư nói cho nghe tam muội này, đối với vị đó sanh lòng kính mến tôn trọng, xem như là bậc thiện tri thức giáo sư, thậm chí như Phật, đem dâng cúng những gì người cần thiết. Hằng nghĩ đến ân đã dạy cho mình diệu pháp này nên luôn tìm cách đáp trả. Này Hiền Hộ, Bồ Tát tại gia lúc còn ở thế gian, ông nên dạy họ thực hành các pháp như trên, sau đó mới chỉ cho họ môn tam muội này cách suy gẫm và tu tập như thế. Kinh Bát Chu Tam Muội, quyển 1 phẩm thứ 8, Thọ Ký. Khi ấy Bồ Tát Hiền Hộ thưa: bạch Thế Tôn, ngài rất là hy hữu, đã vì hàng Bồ Tát tại gia xuất gia đức tin thuần thục, hâm mộ diệu pháp, dạy cho họ pháp vô thượng để họ an trụ trong vô lượng pháp hành, sau đó họ sẽ được quan sát và giảng giải tam muội này. Bạch Thế Tôn, sau khi ngài diệt độ, môn tam muội này còn phổ biến trong cõi Diêm Phù Đề không? Phật dạy: sau khi ta diệt độ khoảng 40 năm, kinh tam muội này còn phổ biến trong cõi Diêm Phù Đề. Qua 500 năm sau, lúc chánh pháp diệt, tùy kheo tạo điều ác, lúc chánh pháp bị phỉ báng, lúc chánh pháp bị phá hoại, lúc ít người giữ giới hạnh, hạng phá giới tăng trưởng, lúc các nước đánh nhau, vào khoảng trong vòng 100 năm này, có chúng sinh nào thiện căn bền vững, khi xưa đã từng gần gũi chư Phật, cúng dường tu hành gieo hạt giống lành. Nhờ vậy hàng trượng phu này được kinh điển như thế đem ra lưu hành, và do đó kinh được phổ biến trở lại trong thế giới Diêm Phù Đề. Đây là nhờ oai thần của Phật nên khiến cho họ sau khi ta diệt độ được nghe kinh này rồi sanh vui mừng, biên chép phổ biến, thọ trì đọc tụng, suy gẫm nghĩa ý nghĩa, dạy bảo kẻ khác, thực hành như lời dạy. Khi đó Bồ Tát Hiền Hộ và chàng Ly Sa Bảo Đức vừa nghe Như Lai nói chánh pháp diệt, thương khóc, nước mắt rơi xuống như mưa.
mới cùng rời chỗ ngồi đứng dậy sửa sang y phục ngay ngắn, chỉnh áo bày vai mạch, gối mạch quỳ chấm đất cung kính thưa rằng: trong vòng trăm năm sau, 500 năm Đức Phật Đức Như Lai nhập Niết Bàn là lúc chánh pháp diệt, lúc các sa môn điên đảo, chánh pháp bị phỉ báng phá hoại, kẻ giữ giới ít oi phá giới lại tăng, bậc hộ pháp hiếm hoi, kẻ sống phi pháp lại nhiều, chúng sanh chịu ly loạn, các nước đánh nhau. Khi ấy chúng con sẽ đọc tụng thọ trì suy gẫm nghĩa lý kinh điển Tam Muội vi diệu này, lại còn đem giảng nói cho kẻ khác nghe. Tại sao chúng con hành động như vậy? Là vì tâm chúng con không nhàm chán, không tri túc đối với kinh điển Như Lai dạy bảo, vì chúng con có khả năng nghe nhận, biên chép phổ biến, đọc tụng thọ trì, suy gẫm nghĩa lý tu hành và giảng nói cho kẻ khác. Khi ấy có các cư sĩ thuộc giới thương gia tên là Nhà Ha Cấp Đa và Nala Đạt Đa Ma Nạp vân vân, xót thương chánh pháp diệt, nước mắt rơi đầm đìa, cũng cùng đứng dậy thơ bạch Thế Tôn: chúng con nguyện bảo vệ kinh điển Như Lai nói và kẻ thọ trì kinh điển làm cho được tăng trưởng. Chúng con sẽ gìn giữ kinh điển vi diệu do Như Lai dạy được lưu hành phổ biến và tồn tại lâu dài trên đời. Do vì kinh điển này đã từng trong vô lượng số kiếp đem lại nhiều quả trí giác vô thượng cho chúng sanh, bạch Thế Tôn: chúng con được nghe pháp hy hữu, xin nguyện hết lòng thọ trì suy gẫm ý nghĩa, đem dạy lại cho người đại pháp được phổ biến. Bạch Thế Tôn, với pháp sâu xa tất cả thế gian khó có người tin, con sẽ vì chúng sanh trước tiên gây thiện căn cho họ, sau đó sẽ giảng dạy ý nghĩa. Khi đó trong chúng có 500 tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ nghe Đức Như Lai nói chánh pháp hoạt diệt, trong thời gian sắp đến lòng cảm thấy đau nhói, nước mắt tuôn rơi, đều đứng dậy sửa sang y phục, chỉnh áo bày vai mạch, gối mạch quỳ chấm đánh cung kính chắp tay thưa: bạch Thế Tôn, chúng con xin nguyện thọ trì chánh pháp của Như Lai. Còn các bậc đại sĩ thiện trượng phu vào lúc này đã làm bậc y trị cho chúng con, đã che chở dạy dỗ làm chúng con hiểu được ý nghĩa chân thật của kinh điển sâu xa mà Như Lai đã dạy, và nhờ đó chúng con thực hành như pháp. Cúi xin Thế Tôn, Ngài hãy thọ kỹ rõ ràng cho các thiện trượng phu và chúng con, vì con và các ngài đó có đủ năng lực gìn giữ chánh pháp và người thọ trì. Đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ miệng toát ra ánh sáng màu vàng ròng, soi khắp mười phương các thế giới Phật, và ánh sáng trở về chỗ Phật, xoay quanh Như Lai ba vòng theo chiều mạch, xoay lên đến đỉnh đầu thì biến mất. Tôn giả Anan thầm nghĩ, lúc Thế Tôn cười chắc có việc gì lạ, ta nên hỏi ngài gì vì cớ gì ngài cười. Nghĩ vậy sau, ngài đứng dậy sửa sang y phục lại, trịch ở bày vai mạch, gối mạch chấm đất, chắp tay hướng về Phật dùng kệ thưa: tâm ngài trong sáng hạnh không nhơ, có đại oai đức thần thông lớn cao cả đáng tôn trọng cõi đời, hiệu hiện hiện khác gì ảnh trăng trong, thánh trí vô ngại tâm giải thoát, tiếng ca lăng tối thượng cõi trời, tất cả dị luận không sao động, nay bỗng mỉm cười do duyên gì, thông đạt chánh chân vì con nói, đấng lưỡng túc đem nhiều lợi ích, nên nghe âm thanh vi diệu này, con sẽ hết lòng vui hớn hở. Chẳng lẽ Thế Tôn luôn cười khan, khi Phật phóng quang có người lành, thưa ai hôm nay được lợi lớn, ai trong phút này được chứng chân, ai hiện giờ đây được quán đảnh, ai phút bây giờ lên ngôi Phật, ai hiện tại đem lợi cho đời, ai sẽ nói hết kho Phật Pháp, ai hằng thường trụ trong Phật trí mà Đức Thế Tôn hiện duyên cười. Phật liền dùng kệ đáp lại: A Nan, ông thấy hiền hộ không? Cùng 500 người ông giáo hóa, thân tâm vui vẻ lời thành thật, bọn họ tương lai được Pháp này, bọn họ nhất tâm nhìn ngóng ta, bất cứ lúc nào cũng như vậy, đối trước nơi ta phát đại nguyện, họ sẽ tương lai đạt đạo này. Lại có 8 chúng đứng dậy thưa, trong đó 500 là thượng thủ, họ sẽ ở vào đời pháp hoại, vì cả thế gian nói pháp này,
Ta cũng bảo ông biết như vậy, họ là kẻ có trí vô ngại. Nào từng chỉ ở đời một Phật, đứng dậy chắp tay kính Thế Tôn. Ta quán khi xưa vô lượng đời, trải qua tám muôn các Đức Phật. Tám người đã từng đứng dậy thơ, lại cũng hồi trì diệu pháp này, trước đó tám muôn ức do tha. Cũng gặp vô số Phật như thế, tâm được giải thoát tiếng đồn xa. Lúc đó hạng này đã thọ trì, nay lại ở trong diệu pháp ta làm thượng thụ, hạng giữ lợi ích. Bọn họ sau khi ta dịch độ, đem xá lợi ra để cúng dường khéo giữ các Phật sự của ta, đặt trong rương hộp khắp mười phương, xây tháp giữa đồng hay trên núi, dặn dò trời rồng và kim điểu, các ông nương tựa nơi, các ông nương tựa kinh pháp này, mạng dứt sẽ đầu lên cõi trời. Sau đó trở lại chốn nhân gian, thường sanh vào nhà họ sang trọng, khéo gìn việc bồ đề của ta, lại phát đại nguyện theo bổn tâm hoặc vì chánh pháp. Đến nước người là tìm cầu kinh sâu như thế, đắc rồi lại truyền giao kẻ khác. Do tâm vui vẻ không ganh tị, cầu pháp tinh thành không bướng nhát, khinh tài nhẹ mạng há yếu thân. Hàng phục tất cả ngoại đạo luận, hằng đem chánh pháp ban cho họ. Lúc đó không ai thọ trì kinh, cũng không đọc tụng dạy kẻ khác. Chỉ có 500 đấng hiền này và 8 đại Bồ Tát như thế, tương lai miền Bắc truyền diệu pháp, phổ biến kinh điển rất sâu xa. Như thế tỳ kheo và ni chúng, các cư sĩ nam cư sĩ nữ, trí khéo không hiểm lên pháp sư, sẽ thành bậc chánh giác đức lớn. Kẻ này từ đây đến khi chết không bao giờ xa vào đường ác, trong các đời sanh được may mắn, gặp gỡ bồ đề việc hy hữu, đã xa lìa hạnh các đường ác, là tránh không gặp các nạn tai, công đức khó biết được ngành mé, hưởng phước như thế nhiều vô cùng, sẽ gặp được Phật Di Lặc, tâm hằng tương xứng với Phật này, cúng Phật cung kính lợi chúng sanh, chỉ vì mong cầu trí bồ đề vào khoảng mạt thế lúc pháp dịch. Họ cũng lại thường giữ gìn pháp, có thể ở vào khoảnh hiền kiếp, làm cho thế gian khắp sáng soi, bảo vệ kinh này cùng mọi nơi, trụ chỗ không sợ. Giữa ba đời, tương lai số ức các Đức Phật, khó thể tính lường và nghĩ suy, đều cúng dường hết, rộng tu hành, hằng giữ gìn các thắng Phật sự. Nơi đây hình hộ Đại Bồ Tát và ông Bảo Đức báu trong chúng, thương chủ cấp đa già ma gia sẽ được gặp Phật nhiều hằng xa, nghe và lãnh thọ kinh vô lượng. Nếu có chúng sanh được nghe tên hoặc lúc tỉnh táo hay ngủ nghỉ, hạng này được trời người tôn kính. Nếu có chúng sanh vừa nghe tên liền sanh kính tin và tùy hỷ, tất cả thành Phật không nghi ngờ. Huống gì cúng dường với các Phật, họ được thọ ký khó nghĩ lường, sống lâu pháp trụ cũng vô lượng, lợi ích rộng lớn không cùng tận, công đức trí huệ cũng khó biết. A nan, nếu người trì kinh này biên chép đọc tụng và ghi nhớ, ông nên quyết định sanh kính mến, không nên xa họ 500 dặm. A nan, nếu người trì kinh này tự siêng năng mong cầu bền vững, giữ giới trong sạch bỏ ngụ nghỉ, chắc chắn đắc được diệu tam muội. Trong luật ta dạy về mộc xoa, các hạng tỳ kheo ở La Nhã thường hành đầu đà không xả bỏ, đắc được táp muội rất chắc chắn. Tất cả thịnh riêng đều từ chối, dù là vị ngon cũng bỏ qua, coi thầy như Phật tâm cung kính. Ai nói họ không chứng táp muội, trước hết rõ cả tham sân si, xả bỏ ngã mạn và ganh tị, tình không nhơ bệnh niệm vô vi, đọc tụng suy gẫm tam muội này. Nếu có Bồ Tát còn tại gia, tâm hằng bền vững việc xuất gia, thọ trì đọc tụng thành nghiệp miệng, tâm hằng nhớ học tam muội này, luôn gìn giữ 5 căn bản giới, cũng thường thọ trì bát quan trai, hằng xả tài sản cúng chùa tháp, đọc tụng quán sát môn tam muội, không có mê say hàng thế thiếp, không đắm nữ sắc và tài sản, giữ hạnh cư sĩ hằng hổ thẹn, chỉ một lòng nhớ tam muội này, không khởi tâm hại các kẻ khác, chỉ nghĩ suy bỏ các chơi giỡn, không kẹt nơi nào tâm an nhẫn, chỉ nhớ một môn tam muội này, chớ nên ôm giữ các tài vật, hoa hương phấn hoa
hoa hương phấn thoa và vòng hoa không đắm nơi nào hằng an nhẫn. Tam muội như thế luôn giữ gìn, nếu tỳ kheo ni cầu kinh này nên phải quy kính, bỏ ganh tị, bỏ đùa cống cao và ngã mạn, chứng được bồ đề nào khó gì. Nếu phải siêng năng trừ mê ngủ, tất cả mong cầu đều bỏ lìa, tâm mến pháp nuôi mạng trong sạch. Chỉ đọc tụng kinh tam muội này, hằng không hợp tác với tham dục, không nổi sân hận dày vào người, không đem dây ma trói chúng sanh. Chỉ một lòng trì môn tam muội, không do nịnh hót mà hành động, không ham áo đẹp và hương hoa, không nói hai lưỡi chia cách người, chỉ biết môn tam muội phải trì. Tiếng sắc gái trai nào bận tâm, tịch tịnh hết rồi mối nghĩ bậy, nghĩ kính thầy nào khác Đức Phật Đà, và chỉ thọ trì niệm tam muội, sinh ra xe lìa các đường ác, trong biển Phật Pháp nào tin xuông, phá trừ các chướng chân ba cõi, mong muốn lãnh thọ tam ma đề. Kinh Bát Chu Tam Muội phẩm thứ 9 công đức thọ trì. Khi ấy Bồ Tát hiện hộ chàng thanh niên Ly Sa Bảo Đức Thiện Thương, chủ phú hộ Gia La Cấp Đa Na La Đạt Ma Na Thủy Tiên, cùng với 500 đồ chúng nghe lời Phật dạy đều lấy làm vui mừng, liền đem 500 y phục tuyệt đẹp dâng lên Thế Tôn và cúng dường Ngài nhiều phẩm vật khác. Đức Thế Tôn mới bảo A Nan: Này A Nan, hiền họ Bồ Tát lúc nào cũng thường làm bậc thầy của 500 đồ chúng, dạy cho họ các ý nghĩa trọng yếu của các pháp, giáo hóa vỗ về làm cho họ vui vẻ. Do có vui nên bọn họ sanh tâm tùy thuận, chân thật, trong sạch, ly dục, phá trừ các phiền não, không bị nó bao bọc trói buộc. Lần đó 500 người nhất tâm chắp tay cung kính làm lễ Phật và lui ngồi một bên. Hiền họ mới thưa: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát cần đủ mấy pháp mới có khả năng đắc môn Phật, mới có khả năng đắc môn niệm Phật tam muội này. Phật dạy: Này hiền họ, nếu Đại Bồ Tát có đủ bốn pháp như sau sẽ đắc được tam muội. Một là không đắm say lý thuyết của tất cả ngoại đạo. Hai là không ưa tất cả việc ái dục. Ba là thường không bỏ rơi công đức đầu đà. Bốn là luôn nhàm chán ba cõi các chỗ thọ sanh do phiền não. Bồ Tát thành tựu bốn pháp này sẽ đắc tam muội. Này hiền họ, nếu thiện nam thiện nữ đọc tụng thọ trì kinh tam muội này, hoặc có lúc đem ra giảng nói cho kẻ khác hiện tiền, liền được năm thứ công đức. Một là không bị tất cả các độc tổn hại. Hai là không bị tổn thương bởi binh khí gậy gộc. Ba là không bị tai nạn nước chết chìm vân vân. Bốn là không bị lửa dữ đốt cháy. Năm là không bị ác vương huyện quan có dịp làm hại. Tại sao được như thế? Là vì nhờ sức từ tâm của tam muội. Này hiền họ, giả sử thế gian lâm vào kiếp hoại, cả thế giới chìm đắm trong biển lửa, trời đất cháy đỏ rực, nếu như có kẻ thọ trì kinh này, hoặc trai hay gái, dù có bị rơi vào lửa đỏ, nhưng nhờ oai thần của tam muội, lửa đỏ liền tắt, không bao giờ có chuyện không tắt. Hiền họ, cả thiện nam thiện nữ lúc thọ trì kinh này không bao giờ bị ác vương, ác huyện quan, trộm cướp, sư tử, cọp sói, rắn độc làm hại. Lúc họ tu hành kinh này cũng không hề bị dạ xoa, la sát, ngạ quỷ, cu bàn trà, thì xá xà, cho đến tất cả loài phi nhân cản trở phá hoại được. Kẻ thiện nam thiện nữ lúc đọc tụng kinh này, lúc suy gẫm ý nghĩa, lúc giảng nói cho người, lúc nhập vào tam muội, lúc hành phạm hạnh, cũng không xảy ra việc mất y, mất bát, cho đến các việc chướng ngại, trừ ra do dư báo đời trước xoay chuyển không được. Kẻ thọ trì kinh tam muội này cũng không mắc bệnh mắt tai mũi lưỡi thân tâm các hoạn nạn khác, cho đến tai nạn nguy kịch tính mạng, chướng ngại phạm hạnh. Kẻ thiện nam thiện nữ được nghe thấy biết đầy đủ về kinh tam muội như thế, nếu như họ không gặp được Phật, không gìn giữ chánh pháp, lại phá hòa hiệp tăng, trái nghịch với Phật Bồ Đề, thật là việc không bao giờ có thể xảy ra. Này hiền họ, kẻ thiện nam thiện nữ thọ trì kinh này được tất cả trời rồng dạ xoa càn thát bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân bốn đại thiên vương đao lợi thiên vương
Phạm Thiên Vương cho đến các Phật, cho đến các Đức Phật Thế Tôn đều hết lòng ca ngợi. Lại này hiền hộ thiện nam thiện nữ, thọ trì kinh này luôn luôn được sự mến kính của tất cả trời rồng dạ xoa, Càn Thất Bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân Phi Nhân, bốn đại thiên vương, Đao Lợi Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương, các hàng Bồ Tát cho đến tất cả chư Phật Thế Tôn. Lại nữa, kẻ thiện nam thiện nữ nhờ sức của kinh nên luôn luôn được sự bảo vệ của tất cả trời rồng dạ xoa, Càn Thất Bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân Phi Nhân, bốn đại thiên vương, Đao Lợi Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương, tất cả hàng Bồ Tát Phật Thế Tôn, các bậc Bồ Tát cho đến chư Phật Thế Tôn trong ngày đêm hoặc trong giấc mộng các ngài hiện hiện hình tượng tự xưng danh hiệu rồi xoa đầu an ủi người trì kinh Tam Muội này và khen ngợi cùng khuyến khích họ. Lại nữa, kẻ thiện nam thiện nữ dù chưa từng nghe đến các kinh điển khác ngoài kinh này, nhưng nhờ sức oai thần Tam Muội nên khiến xui tự nhiên có người đến nói hay nằm mơ nghe được, nghe rồi ghi nhớ rành rẽ không quên. Này hiền hộ, ta nói về công đức của kẻ thiện nam thiện nữ chỉ tạm thời thọ trì kinh Tam Muội vi diệu này, dù trải qua nhiều kiếp cũng chưa hết được, huống chi kẻ đã nghe được Tam Muội này rồi y theo lời dạy tu hành sống như chánh pháp. Sau đó Thế Tôn nói lên bài kệ đã lặp lại nghĩa trên: nếu người có khả năng giải thích Tam Muội tịch tịnh của chư Phật, giả sử ta nay nói công đức khác nào hạt cát giữa sông Hằng, nếu vì kẻ khác nói Tam Muội nước không nhận chìm, lửa không cháy, không bị thương tổn bởi dao gậy, ác vương ác quan không hại được, nó hãy đọc tụng Tam Muội kinh, nào sợ tất cả việc khủng bố, vai lực kinh này dịch trừ hết, ngay cả nọc độc của đại xà, kẻ thọ trì được kinh điển này cũng không sợ sệt các kẻ ác, dạ xoa, la sát và các rồng. Bọn này đâu có dịp làm hại, nếu ai dạy nói Tam Muội này, họ không mắc bệnh và nạn tai, sinh ra báo nhãn không hề mờ, lời nói êm ái, biện luận hay. Nếu người thực nghiệm thiền thâm diệu, thân thể mạnh mẽ không bệnh hoạn, cả đời xa hạnh các ác sắc, nào có lo phải xa địa ngục, nếu ai đọc tụng kinh Tam Muội được trời Long Thần đã bảo vệ, la dạ xoa la sát kẻ oán thù vừa đến đã hoạn cùng bỏ chạy. Nếu ai nói kinh cho kẻ khác, trời rồng dạ xoa lòng mừng vui, các trời tối ngày luôn ca tụng chư Phật Thế Tôn thương như con. Nếu vì kẻ khác đọc kinh này không có nghi nan tất cả pháp, được dung nhan đẹp khó ai bì, há lại thối giảm Bồ Đề Đạo. Nếu người đem dạy cho kẻ khác, dù gặp vua ác dân ly loạn và năm khô hạn lúa gạo thiếu, không bao giờ đói hoặc bị hại, nếu người dạy nói Tam Muội này thu hoạch công đức khó suy lường, dù có loài ma hại chúng sanh cũng khó đụng đến lông hay tóc. Ta đã nói về kẻ trì kinh, các nạn sợ hãi và phiền não không có bao giờ tổn hại được, chỉ trừ nghiệp trước cố định rồi. Nếu ai bảo vệ được kinh này, chính họ là trưởng tự của Phật. Ta đã ca ngợi họ lâu rồi, đời tương lai cũng sẽ khen ngợi. Nếu ai gìn giữ pháp thế này, tự nên luôn sanh lòng hoan hỷ, đều nên phổ biến chớ bỏ rơi. Lời Phật hôm nay dạy như vậy. Kinh Bát Chu Tam Muội quyển 1 phẩm thứ 10 Mau Chứng Bồ Đề. Phật lại bảo hiền hộ Bồ Tát: này hiền hộ, ta nhớ thuở xa xưa cách đây cũng đã vô số kiếp rồi, lúc bấy giờ có một Phật hiệu là Vô Úy Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện tệ, thế danh giải, vô thượng sĩ, đều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đương lúc ngài ra đời có một ông phú hộ tên là Tu Đạt Đa, cùng với 20 người nữa đồng đến chỗ Phật Vô Úy Vương ngự làm lễ đầu chấm sát chân Thế Tôn. Lễ xong ngồi qua một bên và Tu Đạt Đa cầu thỉnh Đức Phật Vô Úy giảng rộng ra ý nghĩa Tam Muội sâu xa như thế. Khi ấy Đức Phật Vô Úy Vương biết ông phú hộ có đức tin sâu dày, thật tâm muốn nghe Tam Muội này nên liền tùy thuận giảng giải ra. Này hiền hộ, Tu Đạt Đa nghe được Tam Muội Phật dạy ra liền đọc tụng thọ trì suy gẫm ý nghĩa thực hành như lời.
đã thực hành xong lại bỏ gia đình cạo râu tóc đi xuất gia mặc áo cà sa y theo giáo pháp của Vô Úy Vương Như Lai. Này hiền hậu, tôi đạt đa nghe được tâm mùi Phật dạy ra liền đọc tụng thọ trì, suy gẫm ý nghĩa thực hành như lời. Đã thực hành xong lại bỏ gia đình cạo râu tóc đi xuất gia mặc áo cà sa y theo giáo pháp của Vô Úy Vương Như Lai, trải qua 80 năm suy gẫm gìn giữ tâm mùi này, lại thọ trì tất cả pháp mà Đức Vô Úy Vương dạy ra. Sau đó lại nghe các Như Lai khác nói về pháp này cũng thọ trì cả, vun trồng rất nhiều căn lành nơi các Phật, có thể thành tựu nhiều việc vĩ đại không suy lường được. Sau đó bỏ thân liền sanh lên trên tam thập tam thiên. Trong kiếp đó lại gặp Đức Phật thứ hai, Đức Phật đó sanh từ cõi trời Đao Lợi xuất gia thành đạo tên là Điện Đức Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác. Tu Đạt Đa là xuất gia tu hành theo giáo pháp của Điện Đức Như Lai, trải qua 84.000 năm cũng vẫn quán tưởng tam muội này. Kế đó Tu Đạt Đa là gặp Đức Phật thứ ba xuất thân từ gia đình Bà La Môn, rồi cũng xuất gia thành đạo hiệu là Quang Vương Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác. Tu Đạt Đa xuất gia tu hành theo pháp của Quang Vương Như Lai cũng trải qua 84.000 năm thường hằng suy gẫm tam muội này, hiền hậu. Từ đó về sau, ông Tu Đạt Đa lại trải qua 100 kiếp nữa thành tựu được trí giác vô thượng, hiền hậu. Ông nên biết phú hộ Tu Đạt Đa đâu có phải là người nào xa lạ, chính là Đức Nhiên Đăng Như Lai, ứng cúng đẳng chánh giác đời quá khứ. Này hiền hậu, thế nên biết rằng ông Tu Đạt Đa nhờ lòng ưa thích chánh pháp để có năng lực cầu pháp, như thế nên mau thành tựu được trí giác vô thượng. Này hiền hậu, thế nên biết rằng ông Tu Đạt Đa nhờ lòng ưa thích chánh pháp lại có năng lực cầu pháp, như thế nên mau thành tựu được trí giác vô thượng. Này hiền hậu, giờ đây ông hãy quan sát tam muội này vì các Bồ Tát và hàng chúng sanh mà làm đôi chút việc ích lợi vĩ đại này, chính là sẽ được tất cả trí địa của chư Phật, lại có thể gìn giữ bởi cả đa văn của tất cả chư Phật, hiền hậu. Vì vậy các ông nên siêng năng mong cầu tam muội này thường thích ưa nghe đọc tụng thọ trì, suy gẫm tu hành. Đã nghe nhận rồi là khuyên bảo kẻ khác đọc tụng thọ trì, dạy thích ý nghĩa lý để cho họ hăng hái mong cầu tin nhận được chánh niệm quán tiệm, chánh niệm quán tưởng, tu hành như lời. Này hiền họ, nếu người siêng năng mong cầu đọc tụng thọ trì chánh niệm tu hành, phổ biến lưu hành tam muội này, không bao lâu sẽ chứng được các Phật trí như Lai trí, đại từ tại trí, bất tư nghị trí, bất khả xứng trí, vô đặng đặng trí, nhất thiết trí cho đến trí bất cộng. Này hiền họ, nếu kẻ nào là kẻ nói giỏi, họ sẽ nói rằng tam muội này chính là đôi mắt sáng của các vị Bồ Tát, là cha mẹ của tất cả Bồ Tát, nguyên động lực đem lại tất cả Phật trí cho các Bồ Tát. Hiền hậu, kẻ nào nói như vậy là nói rất giỏi về tam muội này. Này hiền hậu, là có kẻ thiện nam thiện nữ lúc nói rất hay, chính là nói rằng tam muội này tức là Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh, là Phật địa, biển đa văn, công đức kho báu đầu đà vô tận, là kho công đức vô tận của chư Phật, là kho báu vô tận phát sanh ra các nhẫn lực, là nguyên động lực sanh ra đại từ, đại bi và bồ đề, hiền hộ. Đó là kẻ nói rất hay về tam muội này. Này hiền hộ, nếu có người nói rằng vua tam muội đầy đủ năng lực phá tan các pháp đen tối, soi sáng tất cả đại pháp, kẻ đó đáng coi là nói rất hay về tam muội này, hiền hậu. Hôm nay quan sát Bồ Tát tu niệm Phật hiện tiền tam muội vì các chúng sanh, hàng đem cho họ sự lợi ích vĩ đại, cho đến tất cả hàng Bồ Tát trụ ở cõi này, nhìn khắp mười phương tất cả thế giới chư Phật Thế Tôn, liền qua chỗ các Phật cung kính lễ bái, nghe nhận chánh pháp, cúng dường chư Tăng, nhưng cũng không tham đắm. Vì lý do này, các Bồ Tát muốn thành tựu tam muội vương
nên luôn luôn siêng năng tinh chuyên quán sát pháp tứ niệm xứ. Này hiền hộ, thế nào là pháp tứ niệm xứ của Bồ Tát? Đó là Bồ Tát luôn luôn chuyên tâm quán sát tất cả thân hành, nhưng rốt ráo không thấy tất cả các thân. Luôn luôn chuyên tâm quan sát thọ hành, nhưng cũng không thấy tất cả tâm. Luôn luôn chuyên tâm quan sát pháp hành, nhưng cũng không thấy tất cả các pháp. Này hiền hộ, các việc như vậy, ai có khả năng tin nhận được, duy chỉ có bậc lậu tận A-la-hán Bồ-Tát thối chuyển hiền hộ. Tất cả phàm phu ngu mê đối với môn tam muội niệm Phật hiện tiền, thường nên suy tưởng đến chư Phật Thế Tôn không đặng sanh chấp trước, lại cũng suy tưởng các Phật Thế Tôn nói pháp như đây nhưng cũng không chấp trước, lại cũng suy gẫm ta nghe nhận pháp nhưng đều không nên đắm trước tất cả hữu vi. Tại sao lại hành động như thế? Này hiền hộ, là vì các pháp đều không bổn lai vô sanh, vì các pháp không thể niệm, không có chỗ niệm, các pháp xa lìa tuyệt hạnh tâm tưởng, vì các pháp không thể chấp trì, cho như không thể đắc được, các pháp không bị nhiễm, dường như hư không, các pháp trong sạch vì xa hạnh tướng chúng sanh, các pháp trong sạch vì xa hạnh tướng chúng sanh, các pháp không ô trược vì nhân duyên diệt, các pháp vô vi vì không có năng lực đưa loại hữu tình phải luân chuyển trong luân hồi, các pháp tức niết bàn vì bổn lai vốn thanh tịnh, các pháp vô sở hữu vì tất cả vật thể không có được. Thế nên Bồ Tát muốn suy gẫm tam muội này không thấy tự thân, cũng không thấy chứng các pháp. Tại sao? Bởi vì trong đó không thể lấy sắc tướng đã thấy Phật, lấy tướng âm thanh mà nghe pháp, không thể do thừa thinh văn chứng Bồ Tát niệm Phật tam muội, cũng như không thể được các nhẫn địa Bồ Tát. Vì vậy hôm nay ta đem môn tam muội này ra phó chúc cho hàng thiên vương thế gian nên thọ trì, nên bảo vệ, cũng phó thác cho ông công việc phổ biến ở đời vị lai chớ đã đoạn tuyệt. Đương lúc Thế Tôn nói pháp này, có tám na do tha các thiên tử ở cõi dục phát tâm vô thượng bồ đề, lại có vô lượng trời người cũng phát tâm bồ đề, Phật thọ ký cho hạng này vào đời vị lai, qua số kiếp nhiều như các sông Hằng, đều thành tựu vô thượng bồ đề, đồng một danh hiệu là chánh giải thoát Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác ở thế gian giáo hóa sống lâu đồng nhau. Hiền hộ, hạng này vừa phát tâm bồ đề còn được công đức vô lượng thành tựu viên mãn trí giác vô thượng như thế, huống hồ gì kẻ theo ta lúc xưa hành đạo bồ tát, kẻ cúng dường ta, họ lại không mau thành đạo giác ngộ vô thượng sao? Hiền hộ, lại có vô lượng vô biên chúng sanh nghe pháp này được tịnh trí bát nhã, lại có 800 tỳ kheo giải thoát khỏi các phiền não. Và Thế Tôn nói cả lặp lại nghĩa trên, ai sẽ thọ trì tam muội này, họ được phước đức khó lường hết, giới hạnh của họ không nhơ nhớp, bổn tâm thanh tịnh như gương trong, ai sẽ thọ trì niệm tam muội được đa văn rộng không bờ mé, trí huệ tự nhiên không thiếu giảm, công đức đầy mãn như trăng tròn, ai sẽ thọ trì tam muội này, thế các đức Phật không nghĩ đặng, trí huệ quan sát pháp hy hữu, bậc siêu việt nhân đều ủng hộ, ai sẽ thọ trì niệm tam muội, Phật kêu dạy pháp khó đo lường, đều sẽ vâng lãnh và cúng dường, ai sẽ thọ trì niệm tam muội, họ bị đời làm đèn soi đường, tình thương cao cả cứu các khổ, cúng dường hết thảy đấng tối Thế Tôn, ai sẽ thọ trì niệm tam muội, vị lai vô số các Thế Tôn, Bồ Tát này như muốn thấy được, nên khởi tín tâm tu cúng dường, nếu ai thọ trì tam muội này, họ được thắng lợi khó nghĩ lường, sanh trong nhân gian nhà cao quý, thường được xuất gia món ăn đủ, hay giữ gìn được kinh tam muội, họ hưởng nhiều phước lường được đâu, lại gìn giữ vững đến vị lai hưởng được phước đức lợi tối hậu. Kinh Bát Chu Tam Muội quyển 1 phẩm thứ 11 đầy đủ 5 pháp. Khi đó Bồ Tát hiền hộ rời chỗ ngồi đứng dậy sửa sang y phục trịch áo bày vây mặt, gối mặt quỳ chấm đất, cung kính chắp tay thưa Phật: Bạch Thế Tôn, cúi xin ngài vì chư và chư tỳ kheo tăng ngày mai vào giờ độ ngọ quang lâm đến nhà con, vì thương xót chúng sanh và con xin nhận sự cúng dường này. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời hiền hộ. Hiền hộ biết Phật đã nhận lời, làm lễ đầu chấm sát chân Phật, đi nhiễu theo chiều mạch ba vòng và lui ra. Ông lại đến chỗ tỳ kheo ni
Mahabhasaba để làm lễ và thưa rằng: Cúi xin tôn giả và ni chúng thương xót con sáng mai xin đến nhận chút cúng dường mời. Tỳ kheo ni Mahabhasaba đề lặng lẽ nhận lời, hình hợp biết rồi làm lễ lui ra. Sau ông tới nói với chàng Lisa Bảo Đức: Này Bảo Đức, ông đến nhà ông ấy chuyện dùng lời mời của tôi với tất cả hàng bà con quyến thuộc, bạn bè quen biết của ông và các cư sĩ, cho đến các vị vừa đến từ thành Vương Xá hay các nơi khác, thành ấp, thôn xóm qua dự pháp hội này. Xin ông nói với họ rằng: Xin nhận bữa cơm tại nhà tôi vào ngày mai. Khi đó chàng Lisa Bảo Đức nhận lời hình họ mới nói với các cư sĩ, bà con quyến thuộc vân vân đang dự pháp hội rằng: Xin quý vị biết cho Bồ Tát hình họ nhờ tôi mời quý vị ngày mai vào giờ ngọ, xin các vị đến nhận sự cúng dường mời. Khi đó Bồ Tát hình họ, chàng Lisa Bảo Đức và phú hộ thương chủ và hai cấp đa Nala Đạt Gia Ma Nạp, phú hộ Thủy Tiên cùng với tất cả quyến thuộc, bạn bè quen biết vân vân đảnh lễ Phật, đầu chấm sát đất mà lui về nhà Bồ Tát hình họ. Các vị ấy đến nhà giúp hình họ sửa sang buổi cúng dường. Ngay trong đêm đó, sai gia nhân lo liệu các món ăn thường diệu sắc hương mỹ vị đầy đủ trăm vật, lại lo cả các món ăn ngon sạch dồi dào để thí cho các người nghèo đói từ các nước xa xôi đến. Món ăn thí ra đồng với đại chúng không khác. Tại sao thế? Là vì hễ là Bồ Tát thì tâm các ngài không có ưa ghét, không dám khinh khi kẻ khác, đối với chúng sanh đều một lòng bình đẳng. Khi ấy Ta Bà Thế Giới Chủ, Đại Phạm Thiên Vương, Đao Lợi Thiên Vương, Thích Đà Hoàn Nhân, bốn vị đại thiên vương như Đề Đầu Lại Tra vân vân và Thiên Tử Thiện Đức cùng với các quyến thuộc đều hiện thân làm người đến tán trợ cho hình hộ, vì các vậy ấy muốn giúp ông ta sớm thành tựu quả báo Bồ Đề. Còn hình hộ và bà con, bạn bè quen biết vân vân quét dọn nhà cửa, treo dân cờ xí đầy cả đại lộ, đường cái, đường hẻo trong đại thành Vương Xá, cùng với nhiều vật trang trí tô điểm rực rỡ, rải hoa thơm đầy mặt đất, rồi lại đốt lên các loại danh hương đệ nhất để cúng dường. Hiền hộ lo trang trí thành Vương Xá, nhà cửa và sửa soạn món ăn ngon xong, sáng hôm sau mới cùng bà con qua đến nơi Thế Tôn ngự, cúi đầu đảnh lễ và thưa: Bạch Thế Tôn, con đã sửa soạn xong, xin ngài biết là phải lúc. Khi đó vào sáng sớm, Đức Thế Tôn vì nhận lời hiền hộ nên đắp y mang bát cùng với vô lượng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đại chúng trời người vây quanh hai bên cùng đi đến nhà Bồ Tát hiền hộ. Khi đó Bồ Tát hiền hộ mới nghĩ nhà của mình bé nhỏ, không thể dung chứa số đại chúng quá đông nhiều, mong nhờ oai linh Đức Thế Tôn gia hộ làm cho nhà con rộng lớn đều trở thành lưu ly, tất cả nhân dân trong nội thành đều thấy rõ cả, và đại chúng trời người được tùy ý thọ dục, không có chi thiếu sót, thật là điều sung sướng cho con. Đức Thế Tôn hiểu tâm niệm của hình họ, liền dùng thần lực làm cho nhà cửa của ông trở thành rộng rãi, các vật dụng đều trở thành lưu ly, cũng làm cho tất cả nhân dân trong thành đều được thấy rõ ràng. Đức Thế Tôn và nhà hình họ an tường ngồi trên sàn tòa và cho phép tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đại chúng trời người tùy theo bộ loại tuần tự mà ngồi. Hình hộ chàng thanh niên Lisa Bảo Đức, thương chủ phú hộ cư sĩ và Ha Cấp Đa Nala Đạt Đa đã thấy Thế Tôn và bốn bộ chúng trời người đều ngồi an tường xong. Khi đó hình hộ đích thân mang món ăn hết sức ngon quý dâng lên Thế Tôn. Đức Thế Tôn thọ xong, sau đó ông mới đem dâng bốn bộ chúng và tất cả đại chúng trời người các món ăn thơm tho quý đều để các vị tùy ý thọ dụng đầy đủ. Sau khi bữa cơm vừa dứt, các ngài rửa tay súc miệng, rửa bát mang vào mình xong, hình họ mới đặt một ghế nhỏ thấp trước mặt Thế Tôn, cúi đầu làm lễ ngài, sau đó lui ngồi trên ấy, nhất tâm chiêm ngưỡng ngài. Đức Thế Tôn mới vì Bồ Tát hình họ, chàng Lisa Bảo Đức, thương chủ cư sĩ và Ha Cấp Đa Nala Đạt Đa Ma Nạp vân vân, cho đến bến bốn bộ chúng trời người, ngài ứng cơ nói pháp, làm cho tất cả được mở mang hiểu biết, an ủi vỗ về để họ vui vẻ.
Sau đó Thế Tôn cùng các tỳ kheo, tỳ kheo ni, đại chúng trời người trở về tinh xá. Sau buổi cơm xong, Bồ Tát Hiền Hộ cùng với quyến thuộc, bạn bè quen biết và trăm ngàn đại chúng vây quanh hai bên đồng qua, đến nơi Thế Tôn cung kính lại ngài rồi lui qua, một bên quỳ gối chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát đầy đủ mấy pháp có thể chứng tam muội hiện tiền này, Phật dạy. Này Hiền Hộ, nếu Bồ Tát nào thành tựu được năm pháp như sau sẽ thành tựu được tam muội hiện tiền: một là đủ nhẫn lực cao thâm trừ tận các dục lạc; hai là thật không gì tận, không có chỗ tận; ba là vốn không có tạp loạn và diệt sự diệt trừ các tạp loạn; bốn là vốn không có nhơ bệnh và sự diệt trừ nhơ bệnh; năm là vốn không có trần và sự xa lìa trần lao. Hiền Hộ, đó là đại Bồ Tát thành tựu viên mãn vô sanh nên đắc tam muội hiện tiền này. Này Hiền Hộ, lại có năm pháp Bồ Tát thành tựu sẽ đắc tam muội: một là nhàm chán cực độ các hữu không thọ các hành; hai là sanh bất cứ nơi nào không hề quên tâm Bồ Đề; ba là sanh ra nơi đâu cũng được gặp Phật Thế Tôn; bốn là không hề đam mê các ấm giới nhập; năm là không đắm say nơi các việc dục lạc. Này Hiền Hộ, lại có năm pháp: một là luôn luôn nghĩ nhớ tâm không giới hạn; hai là luôn luôn khéo thả nhập thiền định suy gẫm; ba là phân tách gẫm nghĩ tất cả các pháp; bốn là đối với tất cả chúng sanh không có tâm tranh cãi; năm là luôn luôn dùng pháp tứ nhiếp hóa chúng sanh. Nếu Bồ Tát thành tựu năm pháp này sẽ thành tựu tam muội. Này Hiền Hộ, lại có năm pháp: một là đối với tất cả chúng sanh luôn rải tâm từ bao khắp; hai là lúc nào cũng ghi nhớ tu hành thánh hạnh; ba là thường thực hành hạnh nhẫn, dù gặp kẻ phá giới lòng vẫn tôn kính; bốn là không khoe tài trước hòa thượng A Xà Lê; năm là ở bất cứ nơi nào cũng không có lòng khinh chê kẻ khác. Bồ Tát nào đầy đủ cả năm sẽ thành tựu tam muội. Lại có năm pháp khác: một là luôn luôn y theo thánh giáo tu hành như lời dạy; hai là ý nghiệp trong sạch dứt trừ sự ác của thân khẩu nghiệp; ba là giới hạnh trong sạch dứt trừ kiến thức; bốn là thường cầu mong học rộng nghe nhiều đức tin sâu dày về thiện nghiệp; năm là thường nghĩ nhớ đến Như Lai ứng cúng đặng chánh giác. Hoàn mãn được năm pháp này, Bồ Tát sẽ thành tựu tam muội hiện tiền. Lại có năm pháp khác: Bồ Tát thực hành có thể thành tựu tam muội hiện tiền. Một là thường bố thí rộng lớn, không có tâm keo kiết đối với các bậc sa môn, bà la môn, người nghèo khó, cô đơn, ăn xin, bố thí cho lòng không tiếc rẻ những vật quý báu giá trị như món ăn ngon ngọt, y phục tốt đẹp, phòng nhà đệ nhất, bên trong đầy đủ đồ đạc trang trí, đèn nến, hương hoa, phàm những gì thọ dụng đều tận tâm thí xả. Dù hằng bố thí nhưng không mong cầu phước báo, chỉ vì lòng thương xót tất cả, không mảy may nghi hoặc, đã thí cả rồi sau cũng không hối tiếc. Hay là thường làm thí chủ mở cuộc thí pháp vĩ đại, đó là những pháp đệ nhất tối thượng, tối thắng, tối diệu, tối tinh. Lúc thu hành pháp thí vĩ đại này có khả năng phát ra tất cả sự hùng biện vô ngại, văn nghĩa rõ ràng, có lớp lan liên tục không dứt khoảng, an trụ trong những pháp do Như Lai dạy, thành tựu sức nhẫn sâu xa, dù bị kẻ khác phỉ báng mạ lệ đánh đập cũng không sân hận, cũng không sợ hãi, tâm hằng an nhẫn vui vẻ. Ba là nếu lúc được nghe môn tam muội này hết lòng tin nhận, ghi chép đọc tụng, suy gẫm nghĩa lý dạng rộng, phân tích ý nghĩa cho kẻ khác hiểu, để cho diệu pháp này được tồn tại lâu dài trên thế gian, khỏi rơi vào cảnh trở thành kho tàng bí mật, để rồi chánh pháp lần đi đến chỗ hoại diệt. Bốn là không mang tâm ganh tị, tránh xa phiền não, xả bỏ những sự trói buộc, dứt hẳn trần cấu, không tự khen mình, cũng không chê kẻ khác. Năm là hằng kính tin tôn trọng chư Phật, kính sợ bậc thầy, hổ thẹn với kẻ quen biết, xót thương trẻ thơ ngây, dù chỉ mang chút ơn nhỏ cũng nghĩ đền đáp nồng hậu, huống gì ơn nặng là dễ quên đâu, lời lẽ lúc nào cũng thành thật, không có nói dối. Này Hiền Hộ, đại Bồ Tát hoàn mãn năm pháp sẽ có thể đắc tam muội này. Đức Thế Tôn muốn lặp lại lời trên nên nói kệ rằng: nghe pháp sâu xa lòng thích ưa, xa lìa tất cả thân đời sau, chí tâm hồi hướng Phật Bồ Đề, nếu được như vậy sẽ đắc định, không dùng các luận theo ngoại đạo, lời thuyết của họ cũng không nghe, lý thuyết của họ cũng không nghe,
lìa hạnh năm dục trong thế gian, được như vậy sẽ chứng tam muội, dư giới trong sạch hành phạm hạnh, sanh bất cứ chỗ không mê gái. Cực nhàm năm dục thật con Phật, được như vậy sẽ chứng tam muội, thường thí vữ đại không cầu báo, cũng không cu mang lòng hối tiếc. Một phen xả thí duyên khó gặp, lòng chuyên nhiếp niệm nhớ chư Phật. Lúc thương chúng sanh hành bố thí, quyết định hết nghi không đổi thay. Dưới tâm hòa nhã bố thí ra, nếu được như vậy chứng tam muội, như làm thí chủ bố thí tại. Nếu có kiêu ngạo, tâm keo kết, lúc bố thí lòng khắp vui mừng. Nếu được như thế chứng tam muội, nếu làm thí chủ thí chánh pháp. Khéo léo trình bày nghĩa lý kinh, lại hiểu được pháp sâu vắng lặng, được như vậy rồi chứng tam muội, an trụ trong các pháp sâu xa. Dạo dai chịu đựng không ganh tị, dù bị đánh chửi không hề giận, được như vậy chắc chứng định này. Hoặc ai nghe được kinh định này, biên chép độc tụng dạng nói hay, lòng muốn pháp còn lợi thế gian, nếu được như vậy chắc đắc định. Đối tất cả pháp không lẫn tiếng, không cầu lợi dưỡng và tiếng đồn, một lòng thiết tha tăng dòng Phật, được đều như vậy định chắc chứng. Xa lìa ngụ nghĩ và phiền não, bỏ lòng ganh tị và phá quấy, không tự khen mình và chê người, dịch được ngã tướng đắc tam muội, chánh tín các Phật và pháp tăng, tâm hành thành thật không giả dối, không quên đền đáp các ân sâu, người này sẽ mau chứng tam muội. Nếu nói thành thật không dối láo, hễ làm gì ra không thối thất, dù làm tuy ít quả lại nhiều, kẻ này chứng định không chướng ngại. Nếu ai thành tựu đủ pháp này, giữ giới trong sạch nhớ ân nhân, họ đắc bồ đề còn không khó. Nói chi môn định thâm diệu này, khi ấy Thế Tôn mới bảo Bồ Tát hiện hộ. Ta nhớ khi xưa cách đây vô lượng vô số kiếp, lại qua vô lượng vô số kiếp, ban sơ hết từ nơi Phật Nhiên Đăng nghe được môn tam muội này, nghe rồi lại tu chứng được, thấy các Như Lai thường hiện ra trước mặt. Từ đó về sau trải qua vô lượng vô số các Đức Phật, đều được lãnh thọ kinh này, tu hành cúng dường. Lúc đó Đức Phật Thế Tôn thọ ký cho ta rằng, này Thiện Nam, ông trong đời tương lai sẽ đặng làm Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế danh giải, vô thường sĩ, đều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này hiền hộ, các ông cũng nên chuyên tâm suy gẫm tu tập chánh pháp như vậy, không phải thuộc về lãnh vực thấy biết của phàm phu, tịch tịnh sâu xa, chỗ diệt hết các tướng, học xong như thế đời vị lai, tự nhiên thành tựu trí giác vô thượng, không khó khăn gì, không có khác biệt với ta. Các ông nên biết, nếu có ai an trụ tam muội này, tự nhiên sẽ được gần kề bên trí giác vô thượng. Khi ấy Thế Tôn nói bậy cả để lặp lại lời trên. Khi xưa ta gặp Phật Nhiên Đăng, thấy rồi liền được Tam Ma Đà. Từ đó luôn gặp các Như Lai, đầy đủ công đức tiếng đồn xa. Ông nên tích tập các công đức, nhất tâm chuyên niệm liền sẽ thành. Nếu ai hành được pháp thế này sẽ được đạo Bồ Tát vô thượng. Kinh Bát Chu Tam Muội, quyển 1 phẩm thứ 12, xa lìa phân biệt. Bây giờ hiền hộ Bồ Tát thưa Phật, bạch Thế Tôn, làm thế nào quán tưởng về tam muội này? Phật dạy, này hiền hộ, nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghĩ muốn quán tưởng tam muội này, lúc quán sắc, thinh, vị, xúc, pháp không nên đắm trước, lúc quán về các loài tất cả nơi chốn không đắm trước, đối với pháp này luôn luôn khởi hạnh đại từ chân thật. Trong tất cả pháp như pháp hành, nếu các Bồ Tát lúc quán niệm xứ, nên quán sát thân hành không phân biệt thấy chỗ thân vận hành, quán sát thọ hành cũng không phân biệt thấy chỗ lãnh thọ thay đổi, quán sát tâm hành cũng không phân biệt thấy chỗ tâm vận hành, quán sát pháp hành cũng không phân biệt thấy chỗ pháp di động. Bồ Tát nên quán sát suy tưởng tam muội như thế. Tại sao vậy? Này hiền hộ, là vì khi Bồ Tát quán thân hành không sanh suy nghĩ phân biệt nơi thân, quán thọ hành, tâm hành, pháp hành cũng không phân biệt suy nghĩ nơi thọ, tâm, pháp. Tại sao? Vì tất cả pháp đều không thể được làm gì có phân biệt suy nghĩ, hiền hộ. Thế nên,
tất cả pháp không có phân biệt, không người phân biệt, không có suy nghĩ, không người suy nghĩ. Phải biết trong đó không pháp nào có thể thấy được. Hiền hộ, vì không thể thấy nên vô ngại, trong tất cả pháp không bị chướng ngại, tức là Bồ Tát hiện tiền tam muội. Khi Bồ Tát thành tựu tam muội này, tức đẳng thế vô lượng vô số quá A Tăng Kỳ các đức Phật, và nghe hết những lời gì các ngài dạy, nghe pháp qua rồi đều có thể thọ trì được ngay cả những môn giải thoát vô ngại, giải thoát tri kiến của các đức Như Lai, ứng cúng chánh đẳng giác, cũng có năng lực đắc trí vô ngại. Là này hiền hồ, lúc Bồ Tát quan sát tứ niệm xứ không pháp, có thể thấy không tiếng có thể nghe, vì không thấy nghe nên không pháp có thể phân biệt được, cũng không có pháp để suy nghĩ. Tuy vậy nhưng không phải là hạng đuôi mù đứt lãng, chỉ vì các pháp không thể thấy được, thế nên lúc quán không sanh trụ trước, lại thấy các đạo, vì suy ngẫm về đạo nên đối các pháp không còn chặt lưới nghi, nên thấy Như Lai, thấy được Như Lai nên xa lìa hạnh mê mờ, không có mê mờ nên biết tất cả pháp rốt ráo không thể thấy được. Tại sao? Bởi vì nếu Bồ Tát có thấy, chấp giữ sự thấy, vì giữ thấy chắc giữ tướng pháp, giữ tướng pháp chắc kẹt vào sự việc, do kẹt sự việc nên thấy chúng sanh thọ mạng, vì thấy thọ mạng chắc thấy có năng lực đưa loại hữu tình thọ sanh, vì thấy năng lực thọ sanh nên thấy các ấm, vì thấy ấm nên thấy nhập, do thấy nhập nên thấy giới, do thấy giới chắc thấy tướng, vì thấy tướng sẽ thấy vật, do thấy vật chắc thấy nhân, vì thấy nhân chắc là thấy duyên, vì thấy duyên nên theo đuổi, nên đeo đuổi tìm cầu, do tìm cầu nên hữu sanh. Tại sao này hiền hộ? Vì tất cả pháp rốt ráo không thể nắm giữ, vì không thể nắm giữ nên Bồ Tát đối với tất cả pháp không nghĩ, không nhớ, không thấy, không nghe. Này hiền hộ, không phải như các ngoại đạo, hàng đệ tử ngoại đạo chấp nắm thành hồn và ngã kiến. Bồ Tát không bao giờ có sự thấy biết như thế, nhưng thấy thế nào? Bồ Tát thấy Như Lai, thấy không hề thối chuyển. Bồ Tát thấy như sự thấy của duyên giác thinh văn. Bồ Tát nên thấy như vậy. Vì thấy như vậy nên không ghi nhớ, không thấy, không nghe. Do không ghi nhớ và thấy nghe nên dịch các vọng tưởng, tức đắc nội quán tam muội như vậy. Này hiền hộ, thí như hư không vốn không hình sắc nên... Này hiền hộ, thí như hư không vốn không hình sắc, không thể nhìn thấy gì, không có gì ngăn ngại, không là nơi nương tựa, không có chỗ đứng, trong suốt không bị nhiễm, không cũng không nhơ bợn. Các hàng Bồ Tát thấy các pháp cũng như vậy, nghĩa là đối với tất cả pháp hữu vi, vô vi không bị ngăn ngại, không có nơi trốn, cho đến mắt thanh tịnh không bị chướng ngại, nên tất cả pháp tự nhiên hiện tiền. Bồ Tát niệm như thế, tức thấy các Phật hình tượng trang nghiêm rực rỡ như vàng ròng đầy đủ, các oai nghi khác gì trăm ngàn ánh sáng tập hợp chói sáng một vùng, như ánh trăng tròn mùa thu muôn sao lấp lánh bao quanh, như vô chuyện luân quần chúng đông vầy, như thiên đế thích là bậc tối thôn, như đại phạm vương người giữa ngôi trời, như vô sư tử oai khiếp các thú, như chim hạc sắc lông thuần trắng bay lượn giữa trời, như núi Tu Di sừng sững giữa biển, như đại tuyết sơn sản xuất thuốc hay, như tú thiết vi ngăn đón gió dữ, như thủy giới ngăn chặn địa đại, như luồng gió lớn quét sạch hư không, như trên đỉnh Tu Di có cung trời trắng lạ. Này hiền hộ, các đức Như Lai ứng cúng chánh minh chi, dùng ánh sáng trí đức soi sáng tất cả tam thiên đại thiên thế giới, chư Phật việc đó cũng như vậy. Này hiền hộ, hàng Bồ Tát này trong lúc chánh quán lại nghĩ thế này: Đấng Như Lai có dạng dạy gì con đều nghe nhận, nghe rồi đọc tụng thọ trì tu hành. Nghĩ như vậy rồi xuất khỏi tâm muội, như trong lúc nhập định nghe pháp suy gẫm nghĩa lý, đem ra giảng nói cho người. Này hiền hộ, ông phải biết tam muội vương này đem lại sự lợi ích như thế và các công đức vĩ đại như vậy, đó là các pháp thế gian và xuất thế gian cho các Bồ Tát này, cho các Bồ Tát hiền hộ. Vì vậy nếu thiện nam thiện nữ theo ý muốn cầu chứng vô thượng Bồ Đề, nên nghe nhận tam muội này, nghe rồi nên biên chép đọc tụng thọ trì, tụ tập suy gẫm, đem ra phổ biến cho kẻ khác để diệu pháp được truyền bá rộng rãi trong đời.
Và Đức Thế Tôn nói lại bài kệ đã lặp lại nghĩa trên: các Phật trong sạch lìa trần cấu, công đức sâu rộng không chỗ nương, trương trống kiên tương các tiếng hay, đầy đủ muôn loại để cúng dường, bày biện các hương thơm nhất đời, tràng hoa đẹp lạ lòng báu quý, đốt đền cúng dường các tháp miếu. Chỉ vì cầu chứng tam ma đề, Phật pháp rộng sâu khó thể thấy, khai mở thế đế cho người biết. Họ như tự tánh trước không đổi, ông nên tùy thuận trí vô ngại, như nhật nguyệt thiên vừa hiện ra, để thích dính theo băm hai trời, các món trang sức để dãy đầy, cần cầu tám muội cũng lòng cũng thế, ví như phạm thiên giữa chúng phạm, oai nghi tịch tịnh công đức đủ, giống mảnh siêng năng khó sách được, dòng cầu tám muội, lòng cầu tám muội giống như vậy, lại như y vương ở trong đời, cấp cho cả bệnh các thuốc hay, thuận theo chư Phật tâm trong sạch, bản sơ chia ly bổn không tánh. Dường như tuyết sơn là vua núi, sáng rỡ đồng như chuyển luân vương, cũng như xe báo trang sức đẹp, thấy tướng các Phật có khó đâu. Lại như hạt vương lượn giữa trời, bay đi bay lại rất thông dong, các Phật thanh vàng cũng như vậy. Là hàng Phật tử cần nhớ thế, vô cấu tam muội đèn tịnh trí, phá được tối đen các hắc ám, người nào phá hết các vật tưởng, niệm các Phật trí vô ngại quang, các cấu tiêu diệt vô minh sạch, các quán sát được không tự tham, kẻ này không khỏi các sắc tướng, trong không nghi hoặc sanh tịnh trí, thầy đều dứt sạch các hữu kiến, cũng đã dịch sạch tự ấm giới, nghe pháp trừ não đặng thanh lương, tỳ kheo nên biết các Phật tử và các tỳ kheo ni thanh tịnh cùng các cư sĩ được như thế, nếu như niệm được tam muội này. Kinh Bát Chu Tam Muội, quyển 1, phẩm thứ 13, vô chánh hạnh. Đức Thế Tôn là bảo hiền hộ Bồ Tát: này hiền hộ, nếu tỳ kheo nào ưa muốn tu tập môn tam muội này, trước tiên hết phải quán tưởng, đã quán sát rồi nhờ đó không sanh ngã mạn, trừ được kiêu căng, tâm ý nhẹ nhàng, xe lừa xa lìa các tướng, bây giờ mới vì kẻ khác nói về tam muội không nên sanh phiền não. Nghĩa của phiền não trong đây tức là vọng tưởng dựa vào rỗng không, gọi là phiền não. Này hình họ, thế nên các tỳ kheo nhờ vô tranh không sanh phiền não tham sân si, nên có khả năng tu học và dạy dỗ môn tam muội này cho kẻ khác. Hình họ, có các thiện nam thiện nữ muốn tu học và giải thích cho kẻ khác về môn tam muội này, cần phải thành tựu đầy đủ 10 pháp, sau đó mới giải thích môn tam muội này cho người khác được. Một là thiện nam thiện nữ này trước tiên chế phục ngã mạn, sanh tâm cung kính. Hai là nhớ ân không quên, lòng thường tìm cách đáp trả. Ba là tâm không ỷ lại, cũng không ganh tị. Bốn là dứt trừ nghi hoặc và các sự ngăn ngại. Năm là đức tin sâu dày, khó hư hoại, nhiếp niệm nội quán. Sáu là siêng năng tinh chuyên kinh hành không mỏi mệt. Bảy là luôn luôn thích thực không nhận thịnh riêng. Tám là ít muốn biết đủ thu thúc sáu căn. Chín là tin chân chánh nơi pháp nhẫn vô sanh sâu xa. Mười là thường nghĩ đắc tam muội này, và đối với bậc thầy đã đắc tam muội này rồi tự như chư Phật tùy thuận theo thầy tu tập môn tam muội này. Này hiền hộ, thiện nam thiện nữ này đã hoàn mãn 10 pháp trên nên cần tu tập tam muội này, và cũng khuyến khích kẻ khác thọ trì đọc tụng. Hành giả này sẽ được 8 việc: một là hoàn toàn trong sạch vì không hủy phạm các cấm giới; hai là tri kiến thanh tịnh hòa hợp với trí huệ không tương xứng với gì khác; ba là trí huệ thanh tịnh vì không còn lưu phiền não; bốn là bố thí thanh tịnh vì không mong cầu quả báo; năm là đa văn thanh tịnh vì đã nghe pháp rồi không quên; năm là đa văn thanh tịnh vì đã nghe pháp rồi không bao giờ quên mất; sáu là tinh tấn thanh tịnh vì hằng thời lúc nào cũng mong cầu Phật Bồ Đề; bảy là hạnh viễn ly thanh tịnh vì không nhiễm trước nơi danh lợi; tám là hạnh bất thối thanh tịnh sẽ đắc trí giác vô thượng vì tâm ban sơ không dao động, không sao động. Đó là 8 việc mà thiện nam thiện nữ này thu hoạch được. Khi đó Phật muốn lặp lại lời trên nên nói bài kệ: kẻ trí không khởi tưởng hữu tướng, cũng trừ kiêu mạn và ngã tâm,
trong môn nhẫn sâu không nắm giữ. Vị này giảng giải được tam muội trong không xưa nay diệt phiền não, niết bàn không tướng đại tịch tịnh, đối Phật không hiềm không bán pháp, kẻ này xứng đáng nói tam muội. Người trí không nội lòng ganh tị, nhớ Phật ân đức cùng pháp tăng, giáng sanh hàng phục không đổi dời, giáng sanh hàng phục không đổi đời, một lòng phẳng lặng trì tam muội, không có ganh tị cũng không nghi, suy tư pháp sâu tin chân thật, tinh tấn không lười lìa dục vọng. Ai được thế này đắc tam muội, thường hành tỳ kheo pháp thích khách thực, xá bỏ thịnh riêng huống chi tại, dứt trừ câu nhiễm chứng chân như. Ai được thế này đắc tam muội, ai có được tam ma đề này, nghe lời họ dạy rộng phổ biến, xem họ khác gì đức Thế Tôn, kẻ hành động thế đắc tam muội. Nếu người tu hành tam muội này đầy đủ công đức siêu thế gian, họ sẽ thu hoạch tám thứ pháp, xứng hợp tâm Phật sạch bụi trần, dưới giới thanh tịnh tuyệt bờ mé, tam muội bồ đề và thắng kiến. Cái này thành tựu trong các hữu, an trụ tối hậu diệu công đức, trí huệ thanh tịnh hết phiền não, bố thí không nghĩ nhập vô vi, đắc được đa văn không hề quên, đó là kho đức của kẻ trí. Dũng mãnh tinh tấn đắc bồ đề, không tham danh lợi ở cõi đời. Nếu các kẻ trí khéo thực hành, họ sẽ nhập diệu thiền vô thượng. Kinh Bát Chu Tam Muội quyển 1 phẩm thứ 14 pháp bất cộng. Đức Thế Tôn lại bảo Bồ Tát Hiền Hộ: Này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát lại còn thành tựu 18 pháp bất cộng. Những gì là bất cộng? Đó là Như Lai lúc vừa thành đạo đến khi vào Niết Bàn, trong khoảng thời gian đó ba nghiệp của Như Lai được trí huệ lãnh đạo. Một là tất cả thân nghiệp hành động theo trí huệ. Hai là tất cả khẩu nghiệp động tác theo trí huệ. Ba là tất cả ý nghiệp vận hành theo trí huệ. Lại nữa, các đức Như Lai: Một là thấy biết việc quá khứ không chướng ngại. Hai là thấy biết việc hiện tại không chướng ngại. Ba là thấy biết việc vị lai không chướng ngại. Lại nữa, một là hành động Như Lai không lỗi lầm. Hai là lời lẽ không sơ sót. Ba là không vọng niệm. Bốn là không dị tưởng riêng biệt. Năm là thường an trụ trong tam muội. Sáu là Phật thông đạt hết tất cả pháp, rồi mới xả bỏ, không có pháp biết, rồi lại không xả. Bảy là mong muốn độ chúng sanh tâm không nhàm chán. Tám là tinh tấn không giảm. Chín là thiền định không giảm. Mười là trí huệ không giảm. Mười một là giải thoát không giảm. 12 là giải thoát tri kiến không giảm. Đây là 18 pháp bất cộng của Như Lai. Các Đại Bồ Tát cần nên tu tập cho hoàn mãn. Lại này Hiền Hộ, Đại Bồ Tát thành tựu sức giữ vững chánh pháp sâu xa khó thấy, tức muốn tuyên nói tam muội này cần phải nhận 10 pháp. 10 pháp này chính là 10 năng lực trí huệ của Như Lai. Thế nào là 10 năng lực? Này Hiền Hộ, trong đó Như Lai xứ phi lực nghĩa là Như Lai đối với các việc trái hay phải đều dùng chánh trí biết được như thật. Như Lai được năng lực này nên đứng giữa đại chúng cách lời như tiếng rống của sư tử, chuyện bánh xe pháp cao cả vĩ đại từ xưa nay chưa từng chuyện, ngay cả Sa Môn, Bà La Môn, trời phạm thiên, ma người vân vân, trong tất cả thế gian chưa ai chuyện được. Hiền Hộ, đây là trí lực thứ nhất của Như Lai, Đại Bồ Tát cần nên tu học hoàn mãn. Này Hiền Hộ, trí lực thứ hai là năng lực trí huệ Như Lai, biết tất cả nơi trí xứ. Như Lai dùng chánh trí biết như thật tất cả đường lối nguyên nhân đưa đến kết quả. Như Lai được năng lực này nên biết được sự chân thật. Này Hiền Hộ, trí lực thứ ba, năng lực trí huệ Như Lai, biết các cảnh giới sai biệt của chúng sanh nên thế gian đều dùng chánh trí biết như thật. Như Lai có năng lực này nên biết sự thật. Trí lực thứ tư, năng lực trí huệ Như Lai, biết tất cả tâm hành Như Lai đối với các sự vận hành trong tâm của chúng sanh vô lượng sai biệt đều dùng chánh trí biết được như thật. Trí lực thứ năm, năng lực trí huệ Như Lai, biết căn tánh sai biệt của chúng sanh Như Lai đối với căn tánh sai biệt của chúng sanh hoặc đặc thù hay yếu kém, ta dùng chánh trí biết như thật. Trí lực thứ sáu,
năng lực trí huệ Như Lai biết về thiền định. Như Lai đối với các tam muội thiền định giải thoát, nguyên nhân sanh khởi phiền não vào cách dịch trừ đã biết như thật bằng chánh trí. Trí lực thứ bảy, năng lực trí huệ Như Lai biết về nghiệp báo. Như Lai đối với tất cả sự sai biệt về nghiệp và sự tương ứng thọ quả ở đời tương lai, dù vô lượng sai biệt nhưng Như Lai đều thấy biết như thật bằng chánh trí. Trí lực thứ tám, năng lực trí huệ Như Lai biết bằng thiên nhãn. Đức Như Lai thường dùng thiên nhãn thanh tịnh siêu việt nhục nhãn, thấy xa ở đời vị lai các chúng sanh chết ở đây sanh ra nơi kia, bọn họ thọ thân hoặc tốt xấu, lành dữ, vật chất thọ dụng hoặc đẹp xấu tốt thô, hoặc sanh cõi lành hay xa đường ác, là thấy chúng sanh tạo nghiệp lành hay dữ, có chúng sanh dấy đầy ác nghiệp và hành động, lời lẽ ý chí hoặc kỳ mắng thánh nhân, bài bán chánh pháp, phá hòa hiệp tăng, vân vân, đủ các ác nghiệp như thế sau khi chết phải đọa vào đường ác. Lại Ngài cùng thấy chúng sanh gây các thiện nghiệp như thế sau khi mạng chung được sanh lên cõi trời, cõi người, các việc như thế đều biết như thật. Trí lực thứ 9, năng lực trí huệ biết túc mạng. Như Lai dụng trí túc mạng biết về các việc đời trước. Ngài biết chúng sanh đây chết kia, hoặc thọ sanh tại một chỗ một lần, hai lần, ba lần, năm hay mười lần, trăm ngàn lần, cho đến vô lượng trăm ngàn lần. Như thế cho đến vô lượng chuyển kiếp, vô lượng định kiếp, vô lượng chuyển bất chuyển kiếp, vân vân, Như Lai đều biết như thật. Lại nữa, với nơi họ sanh ra, chỗ như thế nào, nhà, dòng giống, tên họ, tướng mạo, đời sống, ánh mặt, hành động, lành dữ, buồn, vui buồn, khổ sướng, như thế nào, chỉ đến mạng sống bao lâu, Ngài đều biết hết như thật. Lại nữa, trong sau khi chúng sanh bỏ thân cõi này lại sanh nơi khác, thân tướng thế nào, lời nói, kinh nghiệm, sức sống lâu như thế nào, các việc quá khứ Như Lai đều thấy biết như thật. Trí lực thứ 10, năng lực trí huệ vô lậu. Như Lai trí huệ vô lậu, Như Lai đã sạch hết các phiền não không còn lậu thất, tâm huệ giải thoát từ đã giác ngộ được các pháp rồi, nên cất tiếng tự nói rằng, đời nay ta đã xong, phạm hạnh thành tựu, việc nên làm đã làm rồi, không còn thừa sót phiền não để tái sanh. Này hiện hợp, Như Lai đã dứt sạch các lậu tâm huệ giải thoát, tự giác các pháp nên mới nói như vậy. Này hiện hợp, Như Lai đầy đủ cả 10 năng lực trí huệ như thế, nên ở giữa đại chúng cách tiếng như sư từ rống, xoay chuyển bánh xe pháp, cao cả vĩ đại mà tất cả thế gian, Sa môn và La môn, thiên phạm thiên, ma người vân vân, không ai có thể chuyển được. Bồ Tát cần nên tu học hoàn mãn mười thứ trí lực như vậy. Này hiền hộ, nếu các đại Bồ Tát thọ trì đọc tụng suy gẫm quán tưởng tu tập môn tam muội này, chắc chắn sẽ tu gồm được 10 năng lực trí huệ của Như Lai. Đức Thế Tôn mới nói thêm bài kệ để lập lại nghĩa trên cho rõ: 18 pháp giác ngộ bất đồng, 10 trí huệ lực Phật Phật đồng, Bồ Tát tu tập diệu thiền này tự nhiên thành tựu cả hai món. Kinh Bát Chu Tam Muội quyển 1 phẩm thứ 15, công đức tùy hỷ. Khi đó Thế Tôn lại bảo Bồ Tát hiền hộ: Này hiền hộ, đại Bồ Tát nào thành tựu đủ 4 môn tùy hỷ, tức sẽ đắc tam muội hiện tiền này, mau hoàn mãn trí giác vô thượng. Những gì là 4 môn tùy hỷ? Đại Bồ Tát nên nghĩ như vậy: như tất cả các tấn Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, đời quá khứ khi xưa lúc Ngài hành đạo Bồ Tát, đời nhân nơi sự tùy hỷ nên đắc tam muội, do đắc tam muội nên được đa văn, do đa văn nên chóng thành tựu trí giác vô thượng. Giờ đây ta cũng nên theo như vậy: nhân nơi tùy hỷ đắc tam muội đã được đa văn, nhờ đó mau thành tựu trí giác vô thượng. Đó là tụ công đức tùy hỷ thứ nhất của Bồ Tát. Này hiền hộ, đại Bồ Tát lại nghĩ như tất cả đấng Như Lai ứng cúng chánh đặng giác đời vị lai lúc hành đạo Bồ Tát, đều nhân tùy hỷ đắc tam muội, do đắc tam muội nên được đa văn, do đa văn nên chóng thành tựu trí giác vô thượng. Giờ đây ta cũng nên hành động như thế, sẽ nhân sự tùy hỷ này đắc đa muội được. Giờ đây ta cũng nên hành động như thế, sẽ nhân sự tùy hỷ này đắc tam muội được đa văn,
nhờ đó mới thành tựu trí giác vô thượng Bồ Đề. Đây là tụ công đức tùy hỷ thứ hai của Đại Bồ Tát. Này hình hộ, Đại Bồ Tát nên nghĩ hiện tại trong vô lượng vô biên vô số thế giới, tất cả các đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Lúc xưa hành đạo Bồ Tát cũng nhờ tùy hỷ đắc tam muội, do đắc tam muội nên được đa văn, do đa văn nên hiện đạo thành tựu trí giác vô thượng Bồ Đề. Như ta ngày nay cũng nên tùy hỷ vì để mau chứng Bồ Đề. Đây là tụ công đức tùy hỷ thứ ba của Đại Bồ Tát. Này hiền hộ Đại Bồ Tát, nên nghĩ ta đã ngưỡng học theo tất cả ba đời các đức Như Lai, các ngài trong thuở xa xưa, lúc hành đạo Bồ Tát đều nhân tùy hỷ đắc tam muội, đều nhân tam muội đắc đa văn, đều nhân đa văn mà được thành Phật. Giờ đây ta đem công đức tùy hỷ này nguyện hướng về tất cả chúng sanh đồng sanh tùy hỷ, đồng đắc tam muội, đồng được đa văn, đồng thành chánh giác. Đây là tụ công đức tùy hỷ thứ tư của Đại Bồ Tát. Này hình hộ, là nữa Bồ Tát đã thành tựu tùy hỷ tam muội đa văn chóng thành chánh giác như thế, đem cả công đức này đều ban cho chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Công đức như thế thật khó mà đo lường nổi. Giờ đây ta nói một phần ít cho các ông nghe, ông nên nghe kỹ và khéo nhớ. Này hình hộ, thí dụ như có kẻ nghĩ mình sống được 100 tuổi, thân hánh nhẹ nhàng, khí lực mạnh mẽ, đi thon thót khác gì chim bay. Kẻ này có đủ khả năng đi cùng khắp hết cả một thế giới. Trước tiên hắn đi hết phương đông, cả đến nam tây bắc bốn góc, phương trên phương dưới, hết cả 10 phương, không sót nơi nào. Hình hộ, ông nghĩ sao? Giả sử có kẻ hết sức thông minh, ra đời giỏi toán số, có thể tính được kẻ này đi qua những đường xá đất đai xa gần dài ngắn không? Thưa không thể được. Có thể so sánh được không? Thưa không. Có thể quan sát không? Thưa không. Có thể suy nghĩ được không? Thưa không. Chỉ mới vừa đi mà đã thế rồi, nếu như kẻ này đi trọn 100 năm nhanh chân qua lại khắp cả vô tận thế giới ở 10 phương, thì kẻ thông minh có thể dùng toán số để tính ra được không? Thưa Thế Tôn, lại còn không thể được, vì rằng mới đi một thế giới đã tính không ra đường xá đi qua vánh dài thế nào, thì làm sao tính được kẻ kia đã tận lực đi khắp 10 phương vô số thế giới. Những đường xá do tuần chạy qua số đất đó nhiều ít nếu biết được, họa may chỉ có một mình Thế Tôn và đại đệ tử Xá Lợi Phất cùng các bậc bất thối Đại Bồ Tát. Đúng như thế, đúng như thế. Hôm nay ta nói cho ông nghe, nếu có thiện nam thiện nữ nào kính tin đem của cải châu báu chất đầy cả thế giới, là kẻ kia đã đi qua để dùng hiến dâng lên 10 phương chư Phật, họ sẽ được phước nhiều hay ít? Hết sức nhiều. Nhưng thật cũng không bằng một phần ít công đức tùy hỷ tam muội. Tại sao? Này hiền hộ, là vì Đại Bồ Tát tu tập tam muội này đã đủ 4 môn tùy hỷ như trên, hồi hướng trí giác vô thượng, chỉ vì đa văn thành chánh giác. Do nhân duyên này nên công đức bố thí to tát kia sánh với công đức tùy hỷ trên, thật không bằng 1%, 1/1000, 1/100.000 môn, 1/ức 100.000, cho đến dùng toán số thí dụ cũng không thể được. Hiền hộ, ta nhớ thuở xưa cách đây vô lượng vô biên vô số kiếp về quá khứ, lúc đó có Phật hiệu là Sư Tự Ý Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hành tốt thiện thể thế danh giải, vô thượng sĩ, điều ngự thượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn hiện ra ở đời. Này hiền hộ, vào khi ấy thế giới Diêm Phù Đề này nhân dân đông đúc, giàu có sung sướng, an ổn thật đáng thích ưa. Diện tích Diêm Phù Đề rất rộng, được 1 muôn 8.000 do tuần, trong đó số thành phố đô thị làng xóm cũng được 1 muôn 8.000, đều làm bằng 7 món báo. Chiều ngang chiều dài của thành đều 12 do tuần, trong mỗi thành đều có 90 ức nóc gia. Tên của thành lớn là Hiền Tác, trong thành dân số được 60 ức. Đây vốn là nơi Đức Sư Tự Ý Như Lai sinh ra. Đức Sư Tự Ý Như Lai thuyết pháp trong pháp hội đầu tiên, độ được 90 ức người chứng quả A-La-Hán. 9 ngày sau lại mở pháp hội thứ hai, độ được 90 ức người nữa cũng chứng A-La-Hán. Mãn pháp hội thứ hai, kế đến pháp hội thứ ba lại độ được 90 ức người đắc quả A-La-Hán nữa. Qua 3 pháp hội này lại có 90 ức người đều từ phương khác đến tập hợp hạng người này, đều là các Bồ Tát thanh tịnh. Từ đây về sau,
Đức Phật này luôn luôn có vô lượng vô số chúng thinh văn này hiền hộ. Khi ấy nhân dân đều thực hành 10 nghiệp lành không khác gì đời vị lai Đức Phật A Di Đà giáng thế độ cho chúng sanh thành tựu được 10 thiện nghiệp. Nhân dân lúc đó đời sống lâu 84.000 tuổi không khác gì tuổi thọ của nhân dân trong thời Phật Di Lặc. Trong đại thành có một vị chuyển luân thánh vương tên là Thắng Du, trị dân như pháp. Ngài có 7 món báo: báo xe vàng, voi báo, ngựa báo, ngọc mani, nữ báo, trường già báo, chúa binh báo. Ngài có đến 1.000 người con thân tướng trang nghiêm, oai phong hùng dũng, đủ năng lực hàng phục kẻ oán địch. Vua cai trị cả thế giới không dùng đao binh, cũng không oai vũ, không thú thuế, vật phẩm tự nhiên đầy đủ dồi dào. Vào lúc vua Thắng Du vừa đến chỗ sư tử Ý Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, ngự làm lá đầu sách trên ngài rồi lui qua ngồi một bên. Phật sư tự Ý biết tấm lòng khát ngưỡng chánh pháp của vua Thắng Du nên lập tức dặn rộng về tam muội hiện tiền. Vua vừa nghe môn tam muội hết sức vui mừng, sanh tâm tùy hỷ, đem một nắm ngọc báo cung kính dâng lên Phật. Do nhân duyên nhị thiện căn tùy hỷ, sau khi vua mất được sanh trở về, trở lại cõi Diêm Phù Đà này làm vị vương tử tên là Phạm Đức, nối ngôi vua cai trị theo chánh pháp. Sau khi Phật nhập diệt, trong thời chánh pháp có vị tỳ kheo tên là Bảo, vừa thông minh lại siêng năng, lúc nào cũng nói kinh điển như thế cho bọn chúng nghe. Vua Phạm Đức được nghe về môn tam muội từ vị tỳ kheo này, được đức tin sâu dày, sanh lòng tùy hỷ, đem chiếc áo cực quý giá trị 100.000 trùm lên vị tỳ kheo hiền hộ. Lại nữa, vua Phạm Đức nghe vị tỳ kheo nói về tam muội liền phát tâm vô thượng bồ đề. Vì quá mến yêu chánh pháp nên lìa bỏ gia đình, xuất gia, cạo bỏ hết râu tóc, mặc áo cà sa. Khi đó cũng có 100.000 người đức tin kiên cố theo vua mặc áo pháp để xuất gia, họ cũng chỉ vì kinh tam muội này. Tỳ kheo Phạm Đức và 100.000 chúng tỳ kheo Bảo không bao giờ mệt mỏi, nhưng không bao giờ đắc được tam muội như thế, chỉ trừ nghe được một lần, nghe rồi tùy hỷ, đủ cả 4 công đức tùy hỷ mới hồi hướng về vô thượng bồ đề, giống tấm lòng tùy hỷ ban sơ thực hành rộng rãi như thế. Tỳ kheo Phạm Đức mà chúng tỳ kheo 100.000 người nhờ công đức thiện căn này liền được gặp thân 68.000 đức Phật. Sanh ra chỗ này cũng được thừa năng lực để chúng sanh giảng nói tam muội này. Là nhân thiện căn trên, Phạm Đức tỳ kheo cấp thêm 68.000 đức Phật lần lượt vun trồng các căn lành, đắc tam muội này, hoàn mãn các pháp trợ đạo bồ đề xong liền thành chánh giác. Dưới danh hiệu là kiên cố dũng mãnh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện đại thế danh dạy, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Mà rồi 100.000 tỳ kheo đắc tam muội này cũng thành tựu pháp trợ đạo, sau đó chứng bồ đề, hay là kiên dũng Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác, lại còn làm cho vô lượng 100.000 chúng sanh an trụ nơi vô thượng bồ đề này hiền hộ. Chỉ nghe mà được công đức như thế, còn nói gì Bồ Tát nghe nhận tam muội, đọc tụng nhớ giữ, nói cho kẻ khác nghe, lại siêng năng suy gẫm thực hành không đắc quả sao? Hiền hộ, vì lý do đó nên các Bồ Tát nghe được tam muội này, không ai là không tùy hỷ, đọc tụng thọ trì, tu tập giảng thuyết. Tại sao? Vì Bồ Tát nghe tam muội này, tức thành thục pháp trợ đạo, mau chứng chánh giác này hiền hộ. Do nhân duyên này nên ta bảo ngươi, nếu ai có đức tin chân chánh, tâm trong sạch, mong cầu tri giác vô thường, trước tiên cần phải chí tâm cầu môn tam muội này. Bồ Tát nếu được nghe trong vòng 100 do tuần có kinh tam muội sâu xa này, lập tức khép nép đích thân đi đến nghe kinh này. Nghe rồi phải liền đọc tụng thọ trì, tu gẫm, tu tập suy gẫm, đem nói ra cho người này hiền hộ. Nào phải chỉ trong vòng 100 do tuần mới đến nghe thôi. Bồ Tát nếu nghe trong vòng 200, 300, 400, 500 cho đến 1.000 do tuần có kinh tam muội này, hoặc ở trong thành phố thôn xóm, lập tức đều cung kính đến nghe. Nghe rồi tu tập thọ trì. Tại sao? Này hiền hộ, là vì Bồ Tát này đức tín trong sạch, nó cầu thành tựu vô thượng bồ đề. Thế nên Bồ Tát không nên sanh tâm biến trễ, ỷ lại tán loạn, nhưng phải phát tâm hăng hái, tha thiết môn tam muội này.
mau nhanh chân qua đến nơi cách xa hàng giờ ngàn, cách xa ngàn giáo tuần, dù chỉ để nghe tam muội thôi. Còn nói gì đọc tụng thọ trì suy gẫm giảng giải tại sao này hình hộ, là vì tam muội này có khả năng hàm chứa tất cả pháp trợ đạo. Lại này hình hộ, nếu có Bồ Tát tâm thuần tịnh chỉ vì Bồ Đề, qua đến nơi cách xa hàng ngàn, qua đến nơi cách xa ngàn do tuần để nghe pháp tam muội này, lúc đó Bồ Tát cũng nên hầu hạ cúng dường vị pháp sư nói pháp, cung phụng đủ hết mọi vật dụng, luôn luôn nên đi theo vị pháp sư học tập trong vòng 1 năm, 2 năm, 10, 20, 100 năm cho đến trọn đời, theo vị pháp sư không xa lìa người, thậm chí chỉ vì mong cầu được nghe về món tam muội này, huống chi là đọc tụng thọ trì suy gẫm nghĩa lý đem nói cho kẻ khác. Lúc Bồ Tát theo vị pháp sư nên bỏ hết những dự định trong tự tâm, khi hành động chỉ theo ý vị pháp sư thần trọng hầu hạ ngài, không được trái lời, sanh tâm tôn kính và tâm mến trọng, thậm chí coi như là Phật. Lại này hiền hộ, giả sử Bồ Tát này cần xa vị pháp sư, khi xa nên phải thường thường nhớ đến ơn ngài, luôn nghĩ cách đáp trả. Tại sao? Này hiền hộ, vì nhân nơi sự tuyên giảng của vị pháp sư này, kinh điển mới được tồn tại lâu dài, không bị mất mát. Này hiền hộ, nếu có Bồ Tát nào thiết tha đến môn tam muội này, còn nên phải đi qua ngàn do tuần để nghe, nói chi khi có pháp hội giảng về tam muội ở trong vòng đô thành, phố xá, thôn xóm, nơi thanh vắng hoặc trong núi rừng, lại không đáng để nghe thọ trì đọc tụng suy gẫm nghĩa lý đem nói lại cho kẻ khác hay nghe sao? Lại này hiền hộ, ta nay nói cho ông nghe, nếu có Bồ Tát này vì mong cầu môn tam muội có thể lập tức đi qua trăm do tuần, dù không may không được nghe, nhưng nhờ tất lòng tha thiết cầu Bồ Đề trong pháp này vẫn siêng năng hăng hái không có biến trễ. Hiền hộ, ông nên biết hạng người như thế chắc sẽ được không thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề, nói chi nếu được nghe thọ trì đọc tụng suy tấm suy gẫm tu tập đem ra nói cho kẻ khác. Hiền hộ, ông nên quan sát hàng Bồ Tát này nghe tam muội rồi lại đủ sức thọ trì suy gẫm tu hành, tức được công đức vĩ đại như trên, thậm chí đã mong cầu nhưng không nghe được cũng thu hoạch đầy đủ thiện căn vĩ đại. Nếu đã nghe hoặc không được nghe đều đã trụ nơi địa vị bất thối chuyển, cuối cùng thành tựu vô thượng Bồ Đề. Còn nói chi đã nghe lại đọc tụng thọ trì suy gẫm tu tập nói lại cho kẻ khác, và cũng làm cho kẻ khác nghe rồi đọc tụng thọ trì suy gẫm đem truyền bá rộng ra. Khi đó Thế Tôn mới lập lại lời trên, mới nói kẻ rằng: ta nhớ thuở xưa có Như Lai hiệu sư tự ý thầy trời người, lúc đó có vua lãnh đạo dân đích thân đến Phật cầu tam muội. Nước vua thông minh đã nghe rồi, hớn hở khắp thân tạ không xiết, hai tay dâng báo cúng dường Phật, thành kính dâng lên sư tự ý, nội tâm suy gẫm cách lời rằng: con nay quy y vô thượng tôn và cả thế gian làm việc lợi, cúi xin ngài nói tam ma đề. Khi vua gây tạo nghiệp lành xong, xả thân sanh lại trong cung này, được gặp tỳ kheo tên là Bảo, đại đức tiếng vang khắp mười phương. Khi nghe tỳ kheo khéo nói pháp, tâm sanh vui mừng khó thể tả, liền đem y phục rất quý giá trùm lên tỳ kheo vì Bồ Đề, rồi cùng trăm ngàn chúng xuất gia cúng dường hầu hạ tỳ kheo này, trải qua đầy độ 8000 năm vì cầu môn tam muội như thế. Ngài nói một lần không lặp lại, nghe nhận sâu xa như biện cảm. Khi ấy tâm trí không mỏi mệt, cầu mong như thật thắng tịch thiền. Các bạn tu hành như thế rồi, gặp được chư Phật đấng uy hùng, cho đến 60000 vị. Khoảng đó cũng nghe tam muội này, đời kế cúng dường và hầu hạ, cũng số 68000 Phật, nghe định sâu xa đều vui mừng. Vì nhờ Như Lai sư tự ý, đứa này tu hành đầy đủ thế, cuối cùng thành Phật hiệu Kiên Giọng, giáo hóa chúng sanh vô số lượng. Dù ở sinh tử tại lý trần, ngàn chúng xuất gia theo đức vua cũng đồng thành Phật hiệu Kiên Giọng, tiếng đức vang xa cả mười phương, nghe tên tam muội chứng chánh giác, huống gì nói lại cho người nghe, không còn đắm say thế giới này, lại gắn công suy gẫm kỹ lưỡng,
Tam muội Phật dạy như thế này, nếu có tam muội cách trăm dặm mong cầu bồ đề qua đó nghe. Ở trong ngôn giáo đừng mỏi mê, kể nghe công đức không xích kể, dù đã đến nơi lại không nghe, còn được phước đức đồng như thế. Huống gì nghe rồi nghĩ theo lời, chỉ gấp mong cầu tam muội này. Nên nhớ đến việc ngài phạm đức, gần gũi hầu hạ không nhàm chán. Vị tỳ kheo nào có kinh này, lập tức đến nơi kính cúng dường. Kinh Bát Chu Tam Muội quyển 1 phẩm thứ 16 Phụng Sự Pháp Sư. Đức Thế Tôn lại bảo Hiền Hộ: Này Hiền Hộ, ta nhớ thuở xưa cách đây đã quá vô lượng vô số kiếp về quá khứ, có vị Phật ra đời tên là Tất Già Na Ma Như Lai, ứng cúng chánh biến tri đủ cả 10 hiệu. Trong thế gian này có một vị tỳ kheo tên là Hòa Luân, sau khi Phật diện độ cai ngợi diễn giảng kinh Tam Muội này, còn ta lúc đó là một vị đại quốc vương, dốc lòng chuyên cầu diệu pháp. Trong giấc ngủ mơ thấy có tiếng bảo: Đây là chỗ Tam Muội. Liền tỉnh dậy và đích thân theo chỗ chỉ đi qua đến nơi vị tỳ kheo Hòa Luân cầu kinh Tam Muội, do đó mới xin pháp sư làm lễ xuống tóc xuất gia. Lòng ta tha thiết muốn được nghe về Tam Muội, nên đã đích thân phụng sự pháp sư Hòa Luân. Trải qua thời gian là 36.000 năm, nhưng bị chướng thiên ma che lấp nên cũng không nghe được. Ngay khi đó Phật bảo các tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ: Nay ta lại nói cho các ông nghe, các ông phải nên mau nghe lãnh Tam Muội Vương này, đừng để chậm trễ, cũng như đừng để quên mất. Phải hầu hạ pháp sư khéo léo, đừng để mất dịp cầu nghe Tam Muội này. Kỳ hạn hoặc trong một kiếp hay là thậm chí trăm ngàn kiếp, quyết không bao giờ biến trễ, thì không thể nào là không đắc được Tam Muội này. Hiền hộ, nếu có người dốc lòng cầu Tam Muội, thường theo pháp sư không xa lìa ngài, những vật cúng dường như thuốc thang, món uống, ăn, y phục, giường nệm, các vật dụng cho đến tất cả vàng bạc châu báu, thế là những gì cần dùng đều hết lòng dâng lên pháp sư không luyến tiếc. Như không có thì đi xin đại hiến cho ngài vị đắc Tam Muội. Không nên sanh tâm nhàm chán. Hiền hộ, trên đây chỉ mới cúng dường những vật dụng thông thường, hay nói cầu pháp lúc thầy có cần gì, thậm chí phải tự cắt thịt da cơ thể để cúng dường theo nhu cầu của thầy còn không luyến tiếc. Huống gì những ngoại vật lại không cung phụng sao? Này hiền hộ, phụng sự pháp sư gìn giữ trọn niềm thuận thả việc đó như trên. Lại nữa, khi phụng sự pháp sư không khác gì người ở theo lệnh chủ, quan, thờ vua, vân vân, hạng người như thế sẽ mau đắc Tam Muội. Đắc rồi nên siêng năng ghi nhớ giữ gìn, lại thường nhớ đến ơn thầy, lòng hằng nghĩ cách đáp trả. Này hiền hộ, báo Tam Muội này không phải được nghe dễ dàng. Giả sử có người bỏ ra hơn 100.000 kiếp chỉ cầu nghe tên thôi, còn nghe chưa được, nói chi đến việc nghe, rồi biên chép, đọc tụng, thọ trì, rồi trở lại phân tách giảng giải cho người khác hiểu. Hiền hộ, nhờ sự đem của cải chất đầy các thế giới chư Phật số nhiều như các sông Hằng để hành hạnh bố thí, phước người này hết sức to tát, nhưng không bằng công đức chỉ được nghe qua tên kinh thôi. Rồi Đức Thế Tôn nói lên bài kệ lặp lại nghĩa trên: Ta nhớ quá khứ vô lượng đời, hằng theo pháp sư không tạm lìa. Trải qua thời gian 60 năm, ban sơ chưa nghe tên Tam Muội. Lúc đó có Phật hiệu Chí Thành, tỳ kheo theo ngài hiệu Hòa Luân. Đến khi Thế Tôn nhập dịch rồi, tỳ kheo Hòa Luân giảng Tam Muội. Khi ấy ta là vua thiên hạ, trong một mơ nghe chỗ Tam Muội. Tỳ kheo Hòa Luân thường giảng nói: Vua nghe nên nhận kinh báo này. Tự mộng tỉnh dậy liền tìm cầu khác mình thỉnh ngài giảng Tam Muội, xả bỏ ngôi vua để xuất gia, cung kính cúng dường không tạm nghỉ. Qua hết 36.000 năm, chỉ nguyện được nghe Tam Muội này. Luôn bị thiên ma đến quấy nhiễu, rốt cuộc không sao nghe một lần. Thế nên tỳ kheo ni, các cư sĩ nam, cư sĩ nữ,
Nghe ta lời dạy thành thật này, các ông hết lòng trì tam muội. Ai có mong muốn hầu pháp sư, trải qua một kiếp hay nhiều kiếp, cúng dường thang thuốc, món ăn ngon, mong cầu nghe được tam muội kinh. Lại lo rất nhiều y phục tốt, giường nệm đèn đuốc các châu báu, siêng năng như thế không biết mỏi. Chỉ vì mong nghe tam muội này, tỳ kheo không cần phải xin cúng. Ngay đến thân mạng không tức gì, huống chi ngoại vật lại luyến sao. Kẻ cầu như vậy đắc tam muội, mang ân thường nhớ đã đáp ân. Kẻ trí nghe rồi nên phổ biến, ức na do tha kiếp rồng rã cầu. Dịch diệu tam muội này giờ mới nghe, giả sử thế giới như hằng sa, chất đầy của cải hành bố tí. Kẻ nói được kinh chỉ một kệ, phước họ còn hơn kẻ trên kia. Kẻ nói ra được một bài kệ, hơn cả phước na do tha kiếp. Huống gì nghe rồi lại truyền bá, công đức người này tạ không xiết. Nếu ai thích hành đạo bồ đề, nên vì chúng sanh cầu pháp này, nghe rồi an trụ trong tam muội, chắc thành chánh giác vô thượng đạo. Kinh Bát Chu Tam Muội quyển 1 phẩm thứ 17 chúc lụy. Thế tôn là bảo Bồ Tát hiền hộ, này hiền hộ, thế nên các thiện nam thiện nữ có đức tin trong sạch, nên siêng năng tinh chuyên nghe tam muội này, đã nghe rồi nên lãnh thọ đọc tụng suy gẫm nghĩa lý vì cả thế gian, phân tách giảng dạy cho họ, nên biên chép kỹ lưỡng để trong kho tàng. Tại sao vậy? Này hình hộ, sau khi ta dịch độ, trong đời tương lai sẽ có hàng đại Bồ Tát đức tin trong sạch. Vì các chúng sanh nên cầu sự học rộng nghe nhiều, vì sự mong cầu này nên đi khắp các nơi để nghe nhận chánh pháp. Này hình hộ, thế nên các thiện nam thiện nữ, như có kẻ có lòng ưa thích, kẻ đầy đủ đức tin, kẻ giữ gìn chánh pháp, kẻ mến yêu chánh pháp, kẻ tụng trì kinh điển vân vân, nên vì các kẻ ấy giảng nói cho họ, nương theo thần lực của Như Lai biên chép kinh Đại Thừa như vậy, rồi dùng Như Lai ấn phong nó lại, sau đó đem an trí trong hộp để vào kho. Này hiền hộ, thế nào là Như Lai ấn? Đó là tất cả các hành không tạo tác, không tướng, không tượng, không y, không nhiếp, không thụ, không trụ, tất cả hành hết, khổ nhân hết, hữu hết, tất cả phiền não hết, vân vân, không sanh, không diệt, không đạo, không đạo quả, tất cả các thánh không bao giờ che giấu, kẻ trí ca ngợi, người khôn ngoan thọ nhận được. Lúc Như Lai nói kinh này, có vô lượng chúng sanh đều vun trồng căn lành nơi vô thượng Bồ Đề, có vô lượng vô số đại Bồ Tát ở các thế giới Phật số nhiều như các sông Hằng. Các vị này đều từ thế giới mình qua đây, cũng vì để được nghe kinh tam muội, các ngài đắc bất tối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Cả 3000 đại thiên thế giới khắp mặt đất đều chấn động 6 cách: động, đại động, đặng biến động, dũng, đại dũng, đặng biến dũng, khởi, đại khởi, đặng biến khởi, chấn, đại chấn, đặng biến chấn, hống, đại hống, đặng biến hống, giác, đại giác, đặng biến giác. Thậm chí hết tưng nhảy bên kia lại tưng nhảy bên đây, cả thế giới đều chấn động như vậy. Khi ấy Thế Tôn mới bảo Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả A Nan, Bồ Tát Hiền Hộ, Chánh Ni Sa Bảo Đức, Phú Hộ Đại Thiện, Con Ông Phú Hộ Chàng Tinh Đức, Phú Hộ Vi Đức Ma Nạp, Phú Hộ Thủy Tiên, vân vân, 500 người và các vị trời, người đời, bốn bộ chúng vân vân rằng: Này Ca Diếp, giờ đây ta đem pháp ba đại vô số kiếp tu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, giao phó cho các ông các nghĩa lý như thế, cả thế gian không có khả năng tin nhận được. Tại sao? Vì kinh điển do Đức Như Lai nói ra hết sức vi diệu, sâu xa đệ nhất trong đời, đương lai sẽ đem lại cho chúng sanh vô thượng Bồ Đề. Vì vậy ta ân cần phó chúc cho ông nên nghe và nhận lãnh. Ông nên đọc tụng, suy gẫm, tu hành, đem ra truyền bá, giảng dạy, giải thích, phổ biến rộng rãi, đừng để mất mát. Lại này A Nan, nếu có thiện nam thiện nữ nào mong muốn tu tập kinh tam muội này, nếu muốn đọc tụng, thọ trì, suy gẫm, khai thị, giảng nói, rồi lại làm cho kẻ khác sanh đức tin chân chánh, phát tâm đọc tụng, thọ trì, suy gẫm, khai thị, giảng nói,
Ta nay vì họ an trụ đại thừa cho thiện nam thiện nữ đã được khai thị, rồi nên học như thế, thường phải ghi nhớ ta có lời dạy bảo như vậy. Khi Đức Thế Tôn nói xong kinh này, Tôn giả Maha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, A Nan và tất cả đại tinh văn khác cùng Huyền Hộ, Bảo Đức, Phú Hộ Tinh Đức, Vi Đức Thủy Tiên vân vân, 500 cư sĩ nam và các đại Bồ Tát từ 10 phương thế giới Phật khác đến đây, cho đến tất cả trời rồng quỷ thần, nhân phi nhân vân vân, nghe Như Lai dạy đều hết sức vui mừng theo lời dạy tu hành. Hết.